Ê. À, chào chị Nga nhé. Thế nào hôm bữa là thế là mọi người bình tĩnh, mọi người nghe là giọng giọng rõ không nhỉ? Nghe rõ ràng không nhỉ? Rõ Có bị em. rõ chị? À vâng, thế là tốt rồi, rõ rồi rồi. Nào. Thế thì hôm bữa là mình đang học dở cái học thuyết tạng phủ đấy. Vâng, học thuyết tạng phủ thêm bữa là tạng thì người ta gọi là ngũ tạng, lục phủ ngũ tạng đúng không ạ? Thì cái tạng thì ngũ tạng thì gồm là bữa là tâm can tỳ phế thận đúng không ạ? Tâm can tỳ phế thận đúng không ạ? Thì lục phủ thì gồm có cái gì nhỉ? Đởm này, vị này, tiểu trường này, đại trường này, bàng quang này và tam tiêu đúng không mọi người? Thế Rồi thì thì cái tạng từ thì năm nó nay có liên của tâm quan linh thế nào biểu lý đến phủ đấy, tạng có quan hệ biểu lý đến phủ ấy. Thì can thì nó có biểu lý với đởm đúng không ạ? Tỳ thì nó có biểu lý với vị, tâm thì nó có biểu lý với tiểu trường, phế thì nó có biểu lý với đại trường, và thận thì biểu lý với bàng quang, bỏ cuốn tam bài ở tiêu trong thì tầng hai dắt ra tam ngoài là tiêu xong với đó. tâm bào ấy là cái màng tim ấy, cái màng tiêu và tâm bào với lại cái tam tiêu là À, có xin mối quan hệ biểu lý với lỗi nhau. thầy, Thì những cái này là bữa trước là đã nói thế rồi lại đúng không nhỉ? em mà các Chính hát lò xác của luôn mọi đúng người không? đi, phải các hát múa đầy Vâng, đồng chính lên xác tầng ba, không có người kỳ hết. luôn á. Kiểu nhanh nhanh có nhất là bỏ wifi trong tầng hai ra ngoài xong. À, chị Viên hay là tắt bớt mic mọi người đi để cho nó đỡ ồn nhỉ? Dạ rồi em tắt hết rồi đó thầy ơi. Vâng, đấy rồi. Để tí nữa này lại bật lên giao lưu nhé. Và thế thì đấy là bữa là đã nói rồi là lục phủ ngũ tạng. Thì bây giờ là cái ngũ tạng thì nó có mối quan hệ biểu lý với cái lục phủ đấy. Thì bữa là đã nói rồi là hai cái đấy có mối quan hệ qua lại với nhau. Thì bữa là đã nói hết về công năng, về về công luân công công năng và tác dụng của cái các tạng rồi. Thì hôm nay thì mình sẽ hoàn tất là nói nốt về những cái phủ đi. Ở đây thì phủ thì nó là những cái để có tác dụng là lúc giúp là chứa đựng này, truyền tống này, bài tiết này đúng không ạ? Thì đây là có lục phủ đó. Lục phủ đây là đởm này, vị, tiểu trường, đại trường, bàng quang, tam tiêu. Đởm thì mình có thể là đông y thì dịch đông lạ dịch ra thì không không tại vì nó rộng hơn nên là dịch ra thì sẽ không 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 thể dịch ra được, nhưng mà người ta cũng có thể nói một cái nôm na là đởm, mọi người có thể hiểu là cái mật ấy. Nhưng mà mật thì trong tây y thì nó khác với trong đông y nó rộng hơn thì nó bao gồm cả những cái yếu tố thần kinh nữa. À, thần kinh và ý chí về tinh thần nữa, hay là nó có rộng hơn. Thế là người ta trong bình thường thì mình không không khi mà nói chuyên môn thì mình không nói là đởm là mật, mình không nói là đởm là mật hay là cái gì thì, nhưng mà em muốn nói để cho mọi người tưởng tượng nó rất dễ cho dễ tưởng tượng, chứ bình thường là chuyên môn là mình không có nói là cái này là cái kia theo kiểu đông y là cái này giống như cái tây này cái kia được. Thế nhưng mà em vẫn cứ nói để mọi người nó dễ hình dung. Ví dụ đởm thì người ta có thể liên tưởng đấy chính là cái mật đúng không ạ? À, vị là mình liên tưởng đến là cái dạ dày, cái tiểu trường là mình nên liên tưởng đến cái mà ruột non, cái đại trường là liên quan đến cái ruột già, cái bàng quang thì cái bóng đá, cái bàng quang thì mình biết rồi, đây là cái bàng quang để nó trùng tên nhau rồi. Cái tam tiêu thì mọi người có thể liên quan cái kiểu như là cái mạch máu, các đường này gần như cái ống dẫn thủy dịch, cái kiểu mạch máu, nhưng mà nó rộng hơn, không phải là có phải thế, nhưng mà mọi người có thể liên tưởng thế để nói cho nó dễ, để dễ tưởng tượng nó là cái gì đúng không ạ? Thì đầu tiên là cái đởm đấy, thì cái đởm thì can và đởm thì nó có mối quan hệ biểu lý với nhau, tức là can là cái tạng đó, đởm là cái phủ. Thế thì can và đởm nó mối quan hệ biểu lý với nhau. Thì cái đởm thì nó là cái mật đấy, thì nó sẽ gắn kết với cái can, nó nhận cái dịch mật và xong nó chứa đựng cái dịch mật đấy, và cái dịch mật đấy thì nó sẽ bơm vào trong cái tiêu hóa, cái đường cái tiêu hóa cái dạ dày đấy để nó tiêu hóa cái thức ăn đấy. Cái mục đích của cái tác dụng của cái đởm là nó thế, nó là cung cấp dịch mật cho cái việc tiêu hóa thức ăn đấy, giúp tiêu hóa thức ăn đấy. Và đởm thì cái đởm ấy thì mọi người có thể dễ tưởng tượng.
Em tắt luôn mic của thầy rồi Viên ơi. Dạ thầy ơi, em lỡ tắt mic của thầy rồi tại vì cái máy nó hơi bị lát. Đây đây đây. Dạ. Rồi, thứ vừa em Mọi nói người để ý mic giúp nói em thứ anh. nhé. Tại vừa ngồi canh mọi người rất là hơi bị khó chút với em á. À, vâng. Thì cái đờm thì nó là cung cấp cái dịch mật cho quá trình tiêu hóa để phân giải thức ăn mọi người. Trong những trường hợp mà mình dễ nhận biết nhất là cái dịch mật ấy, Quan là khi trọng mà em đã người sắp ta xếp thế quan trọng gọi là tên đồ vật thôi. à thế thì mọi người để ý tắt mic ấy, để đỡ bị lẫn tiếng. Thế thì khi mà người ta ốm ấy, người ta yếu yếu đấy, là khi ta kiểu như là cảm thấy là đắng đắng miệng nhỉ. Đấy, đắng đắng miệng thì cái trường hợp là khi mà yếu ấy, cái đờm khí nó mới bốc, nó mới nghịch lên trên. Và cái đờm khí nó mới nghịch lên trên thì người ta cảm thấy như là đắng đắng miệng đấy. Thế là khi nào mà sau ốm miệng, hoặc là sau miệng tôi cứ đắng đắng chán chả muốn ăn thì đấy, thì kiểu nên đờm nó khí nó hư bị ốm dậy đấy. Thì cái kiểu như thế thì mình biết là cái đờm khí nó bị bốc lên, thế là cái vấn đề là của dịch dịch mật đấy, nó bốc lên đấy. Thế thì nếu giả sử mà mọi người mà những người mà lại có cái trường hợp mà bị trào ngược đấy, bị trào ngược dạ dày đấy, khi thì nó sẽ kiểu như là bị trào ngược cái dịch đắng lên, tại vì là cái dịch mật nó bơi bơm vào trong tiêu hóa thì nó sẽ trào nhào trộn với cái dịch của tiêu hóa đấy. Khi mà mình ở chua ơi đi thì cái dịch ấy nó mới trào lên bên trên này, thế này mình có thể là bị nôn ra, hoặc là trong mình có cái dịch nước đắng ấy. Thì đấy là cái dịch dịch tiêu hóa có cái dịch mật bên trong, thì đấy là liên quan đến mật, đấy là cái bị trào ngược cái dịch dịch mật ấy. Đấy, mọi người biết hay gặp nhất là những người mà sau ốm yếu yếu đấy. Cái thứ hai là tại sao lại thế, là bởi vì là tại sao lại nó lại liên quan yếu yếu thì lại dịch mật lại trào lên, bởi vì là cái mật này này nó thì nó liên quan đến cái nó liên quan thần kinh nữa, cái tinh thần nữa, là chỗ này tức là liên quan đến cái sự hào hùng, nó liên quan đến cái sự cái khí phách, cái hào hùng, cái lòng can can đảm đấy. Người ta cứ nói là cái thằng này mày là to gan lớn mật nhỉ đấy, kiểu thế. Thì những người mà có cái mật nó to hoặc là cái mật nó đầy ấy, thì là những cái thằng đấy là nó là quả cảm, những cái thằng đấy là dũng cảm, liều máu, liều ăn nhiều, kiểu thế. Hay to gan lớn mật là những người mà can đảm ấy. Hào hùng khí phách, những anh hùng thì là nói chung là tướng cướp, thì là nó là cái mật nó sẽ to, hoặc là cái dịch mật nó sẽ đầy. Đấy, thì ra là thế. Nên ngày xưa là trong những bộ phim mà kiếm hiệp đấy, là những sát thủ đấy, là biết các luyện kiểu gì không, các nó ra ngoài cái bãi tha ma đấy, 12 giờ đêm nó luyện kiếm, nó luyện võ công ở bãi tha ma để làm gì, nó luyện tại vì 12 giờ đêm là cái kinh can đởm nó hoạt động mạnh nhất mà. Thì cái thời điểm đấy thì mình ra mình luyện ở bãi tha ma để tăng cao cái dịch mật lên, để luyện cái lòng can đảm, cái sự gọi là liều đấy, máu ăn nhiều thì nó mới làm sát thủ được. Chứ còn mình nhát gan mật nó bé thế này là không làm sát thủ được đấy, không hào hùng được, khí phách nó không không hào hùng được. Nên là quan trọng là khí phách hào hùng là cả cái mật đấy. Đấy, do là cái sự hào hùng, cái khí phách hào hùng đấy là cái sự mạnh mẽ mà đấy, vươn vai khí phách anh hùng, cái mật nó phải thế. Nên nếu mà giả sử những người mật vơi đấy, những người mật mật vơi thì nói chung là nhát gan ấy, rồi là yếu đuối, rồi sợ sệt, và hay kiểu sợ gió, tại vì cái dịch mật nó là khí phách, nó là giúp là một, nó cũng là một phần để bảo vệ cơ thể khỏi những cái yếu tố mà ngoại tà bên ngoài đây này. Nếu mà giả sử cái mật nó vơi ấy, thì là người nó yếu, dễ cảm nhiễm phong hàn, rồi là người nó kiểu như là sợ sệt, thế hay 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 lo lắng, hay mất ngủ, bồn chồn, sợ hãi một cái điều gì đấy. Đây là kiểu mật nó vơi. Và đặc trưng nhất ấy của cái trường hợp mật vơi nữa là cái kiểu như là người ta tiêu hóa nó kém các bác ạ. Tại vì sao? Tại vì là mật thì nó có chữ chức năng là cung cấp cái dịch mật cho tiêu hóa mà. Và đặc biệt là tiêu hóa những chất đạm và protein. Thế thì đối với những người mà kiểu như là tiêu hóa kém đấy, bụng trướng ấy, rồi là ăn, đặc biệt là ăn những đồ mỡ hoặc đồ protein hoặc đồ đạm ấy, thì kiểu là trướng trướng bụng không tiêu, hoặc là bị đại tiện ấy, ăn cái gì ăn mỡ mỡ và là chạy mất mất dép đấy, tào tháo đuổi ấy, tháo tổng đấy. Đây là kiểu như là cái dịch mật nó không có yếu, ít vơi, nó không thể phân hóa được cái chất dinh dưỡng, những chất đạm, chất béo trong tiêu hóa, thế là dẫn đến là việc là bệnh bụng đầy trướng, hoặc là đi ngoài ra ra mỡ, hoặc là người gầy gò, huyết áp, thiếu máu, thiếu chất đấy, kiểu thế. Thì nó đặc trưng nó cũng là cái kiểu của cái mật nó kém đấy các bác, cái kiểu thế.
Thế thì cái mật đây là cái phần dịch đắng đấy, thì người ta vẫn có thể là cung cấp cái lại, nếu những người mình bị mật vơi đấy, mật vơi mà ít đấy, bằng việc là tiêu hóa kém rồi là khí phách nó yếu đuối, sợ sệt, lo lắng, bồn chồn, mất ngủ đấy, thì người ta vẫn có thể là người ta cung cấp lại cái dịch mật cho cơ thể để đối với trường mà người bị mật vơi đấy. Đó là người ta lấy những cái loại mật động vật để cung cấp cho những người đấy. Ví dụ có những cái bài thuốc như này, người ta lấy cái mật lợn đấy mọi người, mật lợn tầm 3 cái thì người người ta cắt ra, xong rồi lấy cái phần nước mật đấy người ta mới đổ vào để người ta lọc đấy cái phần tinh chất của cái nước mật đấy để bỏ cái sỏi đi, vì trong có thể nó có sỏi mật mà. Thì cái nước mật đấy sau đó thì mình mới đổ vào một cái nồi, chọn lọc hết cái sỏi rồi mình đổ vào cái nồi nhá. Xong rồi người ta lấy thêm ngải cứu, đúng không ạ? Là ngải cứu người ta giã nát một mớ ra, lấy lớp cốt của nó, người ta trộn với cái nước dịch mật đấy, người ta đun lại, cô lại cái thành dạng cao. Đặt đặt cái sền sệt đấy thì mỗi ngày tầm một hai lần, thì đấy khoảng tầm một ít bằng cái hạt ngô người ta pha nước người ta uống đấy. Đấy để bổ sung thêm cái dịch đắng đấy cho những người mà tiêu hóa kém mà dịch mật bị vơi đấy. Thì tiêu hóa nó ngon hơn, ăn ngon hơn, rồi là người nó béo, nó tăng cân nên tốt hơn đấy. Và cái bài này cũng để hỗ trợ để cho bớt bớt bị viêm loét dạ dày nữa. Cái bài này cũng là hỗ trợ bữa chữa viêm loét dạ dày đấy, thể nhiệt đấy. Ok mọi người đến đây mọi người có hiểu không? Thầy giảng lại cái bài thuốc này thầy. À dạ vâng, em nói lại nha. Cái bài thuốc này là người ta là cái dịch đắng đấy, cái mật nó bị vơi, thế thì người ta sẽ bổ sung lại cái dịch đắng đó cho cơ thể. Thì người ta lấy là cái mật động vật đấy thì mật gấu mật kia quý không có, thì lấy cái mật lợn đấy chị, mật lợn mới 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 còn nóng đấy, mới lấy đấy, lợn mới mới lấy đấy còn nóng ấy, thì ba cái chị dặn nhà nhà lợn đấy, người ta để người ta giữ lại cho chị. Xong rồi lấy ba cái đấy mình cắt ra, mình đi pha nước để mình lọc cái sạn đi, được chưa chị? Lọc cái sạn đi xong rồi mình mới đổ vào cái nồi riêng, sau đó thì mình lại lấy tiếp cái ngải cứu ấy, mình mới giã nát ra. Mình mới lấy cái phần nước cốt của nó đấy, một mớ to tầm 100-200 g đấy, mình giã nát ra, mình lấy cái nước cốt của nó thì mình pha trộn cái ngải cứu này với cái mật lợn đấy, mình pha trộn với nhau, xong rồi mình mới đun từ từ nhỏ lửa lại, mình cô lại nó thành cái dạng mà keo dính đấy, đặt lại ấy. Thì lúc đấy là mình mới để vào trong lọ mình để dùng dần. Thì mỗi ngày là mình lấy khoảng tầm một hạt ngô, cái dịch mật thì nó đắng mà, đương nhiên là dịch mật thì nó đắng, rất là đắng rồi, thì mình lấy khoảng tầm một hạt ngô này, mình pha nước mình uống sau ăn, cứ uống như Thầy vậy ơi một cho em, tháng. vâng, thầy ơi cho em hỏi với đang tiện về vấn đề về mà sử dụng cái dịch mật của bên ngoài không phải là của cơ thể ấy. Vâng. Vâng, thì em thấy mọi người hay dùng trực tiếp bằng cách là pha với rượu chẳng hạn, như thế thì nó có công dụng không thầy nhỉ? À thì pha trực tiếp được là cũng được, thế nhưng mà nó không nên dùng như thế, mà em phải nấu lên ra thành cao, là bởi vì rằng là cái dịch ấy thì mật đấy thì trong đấy nó có thể có xá, có thể có vi khuẩn vi trùng. Nên bây giờ uống cái dịch mật sống vào pha rượu thì rượu nó chưa nó lại chưa có thể nó lại không đủ nặng để nó diệt khuẩn thì sao anh, ví dụ thì uống như thế thì sợ bị nhiễm khuẩn đấy, này chưa khỏi là cái dịch mật lại ngoằm cù tỏi bởi cái gì vi khuẩn nhiễm khuẩn rồi. Đấy là một là người ta có thể cắt ra, người ta ngâm rượu nhiều ngày ấy, loại rượu nặng 40-45 độ ngâm nhiều ngày một tháng đi, để cái rượu làm chết cái vi khuẩn bên trong đây thì may ra còn dùng. Chứ nên là, nhưng mà em thì cứ chắc chắn em cứ bỏ ra lọc ra cho đun thật kỹ như kiểu nấu cao thì khuẩn gì cũng chết, sán xiếc gì ở trong dịch đấy là cũng chết, uống vào để tránh nhiễm khuẩn đấy mà, để đun là để tránh nhiễm khuẩn. Dạ vâng, em cảm ơn thầy ạ. À, vâng, anh Anh, dạ anh, chị. để em lưu ý một chút là dạ cho để thầy giảng hết bài xong rồi tất cả các cô bác anh chị em có câu hỏi gì mình để tới cuối giờ được không ạ? À? Tại vì nhiều khi nó bị lịch lịch vấn đề á. À, em cảm ơn ạ. Vâng, thế đấy là vâng, thế cũng 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 được. Vâng, thế thì rõ ràng là thế rồi. Thế là khi mà cái đờm khí nó bị hư nhược thì cơ thể nó yếu, nó không thể là chống được cái phong tà. Thế là người ta, những người đấy là hay dễ bị cảm nhiễm phong tà ấy, người dễ bị cảm lạnh lắm. Thì phải hỏi thêm là phần, thế này rõ ràng là những người bị cảm nhiễm phong tà hay là cảm nhiễm cảm lạnh nhiều thì mình cũng phải hỏi về vấn đề tiêu hóa của họ.
xem là tiêu hóa của họ có ổn không, bình thường không, ăn cái gì là đi ỉa đi táo tổng hay là đi đại tiện phân lỏng không, thì để mình có xét xem là liệu cái vấn đề mà hay bị cảm đó thì là do là có phải là do đờm không, mà để dịch đờm nó bị thiếu không mà nó gây ra cái chuyện thế. Đấy là vì một cái ví dụ trong cái phần đờm ấy, thì nó có nhiều bệnh lắm. Đây là đờm thứ hai, là nói về cái dạ cái vị nhá, vì là có thể hiểu nên là dạ dày đấy, nó một tạng rỗng. Tạng này thì nó mối quan hệ biểu lý với tỳ, người ta gọi là tỳ thì có mối quan hệ biểu lý với với vị, sorry, tỳ nó mối quan hệ biểu lý với vị. Cái tỳ bữa trước là nó là cái kiểu như là lá lách đấy đúng không, thì kiểu như là lá lách đúng không, thì nó có mối quan hệ biểu lý với cái vị này, là cái vị là cái dạ dày này, thì cái vị này thì nó có khả năng nó là nơi chứa đựng đồ ăn đúng không mọi người, tại vì nó là tạng rỗng, đồ ăn đi xuống là phải vào vị để chứa đựng ở trong đấy, đó là nơi chứa đựng này, là đồ ăn này, nó làm là nơi làm nhừ đồ ăn, nó là một như một cái nồi áp suất, nó như một cái nồi 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 nhiệt luôn, vì 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 rõ ràng là cái nhiệt độ của cái vị ấy, nó phải là 40 độ C nhé các bác, 40 độ C thì cái vị đấy thì nó mới có thể thực hiện cái quá trình làm nhừ đồ ăn của nó. Thế nếu như là cái vị đấy mà cái nhiệt độ nó xuống thấp ấy, dưới 40 độ C chẳng hạn, thì nó không đủ nóng thì nó lại phân hủy thức ăn đấy, thì khiến cho cái đồ ăn nó bị tích tụ lại lên, gây ra bụng trướng đầy hơi này, người ta gọi là cái vị bị hư hàn đấy, bị hàn lạnh đấy, dạ dày bị hàn lạnh đấy. Còn nên như là giả sử một cái vị đấy mà nhiệt độ nó là nóng quá, trên 40 độ C nóng quá, thì nó do cái dịch axit nó tiết ra nhiều quá thì nó sinh ra ra nóng rát thượng vị đấy, rồi là gây ra viêm loét dạ dày, rồi là cái trào ngược cái khí nóng, bốc cái khí nóng lên trên cổ họng ấy, kiểu thế. Thì nếu là nhiệt độ nó tăng cao quá, nó trung bình nó là 40 độ C, nó là thế. Thế là ai mà cái cứ hay mà thích uống nước lạnh đấy. Tại sao em bảo là không nên uống nước lạnh, bởi vì là cái nước lạnh nó vào thì nó làm lạnh cái dạ dày đi, nó làm hạ sốt, nó làm hạ nhiệt cái dạ dày đi xuống, thì nó không đủ nóng thì nó phân hủy thức ăn, thì dẫn đến là việc bị chứng thực tích, tức là ăn uống mà không tiêu, nó cứ để trong đấy lâu ngày nó phân hủy thối khắm lên, cái thối khắm lên thì nó sinh ra độc tố, thì cơ thể hấp thụ cái độc tố vào sinh ra bệnh. Thì đặc trưng là bởi là khi mà cái dạ dày nó không hấp thụ được ấy, nó bị gọi là thực tích cái thức ăn, nó không không được phân hủy đấy, do nhiệt độ bị thấp quá đấy, thì nó bốc thành cái mùi, người ta gọi là mùi chuột chết. Các bác ấy cứ sờ thử cái tay ngón tay vào nước bọt lưỡi của mình, là sau đó mình bị di 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 này, đúng rồi, mình mới ngửi, ôi rồi nước bọt mà thối như chuột chết ấy, mùi như chuột chết thì khăm khẳm thum thủm đấy, là kiểu thức ăn nó phân hủy, nó bốc lên trên miệng đấy, thì là phát hiện dễ nhất là những người mà kiểu mồm hôi thối thối kiểu thum thủm mới chuột chết ấy, kiểu đấy, nên mình kèm theo bụng trướng là biết hay là cái kiểu dạ dày nó kém, nó không phân hủy từ thức ăn đấy. Cái vấn đề là như thế, nên là rõ ràng đầu tiên nó là nơi chứa đựng này, nó là nơi làm nhừ thức ăn này, thì nó phải nhiệt độ nó phải đủ cao 40 độ C, nó giúp cái tỳ đấy nó, đương nhiên là vận hóa thức ăn rồi, và nó sẽ giúp là truyền tống, tức là những cái cặn bã thức ăn thừa đấy, phân tiết thì nó dần dần chuyển chuyển xuống bên dưới để đào thải ra ngoài đấy, thì nó có chức năng là truyền tống, đẩy cái bài tiết thức ăn, những cái phân tiết xuống bên dưới để tiếp tục chuyển hóa tiếp để đẩy ra ngoài, truyền tiết bài tiết nữa đúng không ạ. Thì cái tỳ và cái vị này thì nó là hai cái đấy là có mối quan hệ khăng khít với nhau, để trong quá trình là phân hủy cái để chuyển hóa cái chất dinh dưỡng đấy, trong cái đồ ăn thức uống ấy, thì nó tạo thành cái tinh hậu thiên. Bữa trước là cũng đã nói là tinh hậu thiên, tinh tiên thiên rồi đấy. Tinh tiên thiên thì nó ở cái thần thận rồi. Còn cái tinh hậu thiên là những cái tinh chất, những cái tinh chất tinh hoa của đồ ăn thức uống, nó được tách ra ở cái phần tỳ vị này này. Nó tách lên, nó chuyển lên để đi nuôi cơ thể đấy, nó chuyển lên phế để nuôi cơ thể đấy, thì cái tỳ vị này nó có chức năng là tạo ra cái tinh hậu thiên đấy, là cái tinh chất đồ ăn thức uống, tại vì nó là nơi chứa đựng đồ ăn thức uống, nó nơi là làm nhừ đồ ăn thức uống mà, thế là người ta mới nói rằng là còn vị thì còn sống, hết vị khí thì là chết. Thì rõ ràng rồi, nó là nơi mà nó tạo ra tinh chất đồ ăn thức uống để cung cấp nuôi cơ thể, bây giờ không thể tạo được đồ ăn thức uống, ăn không được mà ăn vào thì nôn ra,
ăn vào thì nôn ra. Thế thì làm sao mà uống thuốc vào mà không có uống được, cứ uống vào thì nôn ra, thì đó là biểu hiện của người đấy, là không chữa được đấy, khó chữa là chuẩn bị là thăng rồi đấy. Ngày xưa là cụ các cụ là chả biết nhớ cụ tổ nào, là cụ Hải Thường Lãn Ông hay cụ Lạ Thế Tĩnh, cụ bảo là một trong những cái trường hợp mà sắp chết thì là không cứu được ấy, là uống thuốc vào mà nó không uống được, ăn không ăn được, uống không uống được, nên là tỳ khí chuẩn bị đứt đấy, là chuẩn bị là chết thì bệnh đấy là không chữa được, một trong tứ tuyệt, một trong bốn chứng chết không chữa được, mà là vị khí đứt, không ăn không ăn được, không uống thuốc được, chết chịu, thầy bó tay. Đấy thì khi mà cái bệnh ở vị thì nó sẽ là, nếu mà cái dưa vừa em nói ở đầu rồi đấy, nó là phải là nóng 40 độ C, thì nếu mà nhiệt độ thấp quá thì nó không phân hủy được thức ăn, thì khiến cho cái bụng nó bị trướng này, bị bụng trướng đầy này, tiêu hóa không tốt này, hay là đi dạ đi dắm ấy, người ta gọi là trung tiện đấy, nói lịch sự là trung tiện, cái nói đùa là đánh dắm đấy, kiểu là nó bị thức ăn nó bị thực tích ấy, thì nó không không phân hủy được, thì nó cứ ở đấy thì nó cứ phân hủy theo kiểu như là bị mốc mốc ấy, kiểu bị mốc, bị lên men thối đấy, thì lên men thối thì nó sẽ dẫn đến là việc là, một là lưng bọt thối nhá, mùi chết chết nhá, hai là sẽ tạo ra cái bọt khí CO2 các H2S đấy, nó phân hủy không đồng bộ, không hết đấy, không phân hủy không hoàn toàn thức ăn đấy, thì nó tạo thành trừ khí, thì nó sẽ dẫn ra ngoài bằng việc là đánh rắm. Thế những người mà đánh rắm này là những người đây là tỳ khí là đã bị hư rồi, hư nhược rồi đấy, hay bị đánh rắm bụng trướng đầy hơi đấy, là những người kiểu thế, là đặc biệt thấy xuất hiện ở những người mà hay thích uống bia uống rượu, hoặc là uống nước nước lạnh đấy, hoặc là ăn những đồ sống tươi sống, thì nó hay bị làm cho lạnh bụng ấy, lạnh dạ dày, thế là dẫn đến việc trướng bụng đầy hơi như vậy. Thế mọi người xem có cái phần mà giáo trẻ đây đây, mọi người xem ở trong cái phần mà slide này này, thế là những cái ý ý ý chung nhất ấy, bụng trướng này, trướng đầy, tiêu hóa không tốt đấy, không muốn ăn tại vì bụng trướng rồi, nó kém nôn mửa này, uất đọa chua này, thì ví dụ là nôn nôn nôn, tức là nếu mà cái trường hợp mà cái dạ dày nó bị nóng quá, cái nhiệt cái dịch dịch dạ dày nó bị nhiều quá, nó bị tiết nhiều quá, thì nó sẽ dễ ra viêm loét, hơi ợ chua, nó bị trào ngược lên, nó gây ra viêm họng. Thì những người này là thường hay là kèm thêm là nóng giá từng vị đấy, thì ợ chua chưa bệnh về vị này nóng quá này, thì nó sẽ là sinh ra cái nước chua đấy, là cái nước axit, mà tại vì nó là cái nước axit cực mạnh trong dạ dày thì mới phân hủy được đồ ăn thức uống chứ, thì nó sẽ trào ngược lên bên trên, thì nó sẽ gây ra kiểu như là viêm niêm mạc ở họng đấy. Thế là những người mà bị viêm viêm họng, viêm viêm họng đấy, viêm niêm mạc ở họng là cứ ho hắng, rồi là khi mà chụp thì thấy là những cái mà hạt trắng trắng ấy, mủ mủ ở trong cổ họng này này, thì là ngoài cái việc chữa họng ra thì mình còn phải hỏi bệnh nhân là xem là ông có bị trào ngược không, ông có bị nóng rát thượng vị không, ông có bị hơi ợ chua hay không, để nếu mà có như vậy thì mình phải chữa cái bị hơi ợ chua, cái trào ngược, cái nóng rát ở ở cái dạ dày đi, ở vị đi, thì nó mới không trào lên trên dạ dày, thì mình mới dùng các thuốc để tiêu viêm ở họng thì nó mới khỏi được. Còn nếu như các bác mà chỉ tập trung vào chữa cái họng thôi mà không có chữa cái dạ dày, nếu mà người ta bị trào ngược thì nói chung nó cứ tái đi tái lại thôi à. Đấy là một cái nguyên tắc trong điều trị vậy à. Ừ. Hoặc là lại có cái trường hợp mà người ta bị viêm xoang, đúng không các bác? Nó là bị viêm 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 xoang ấy, thì là cái dịch viêm xoang ở trên trán này, nó cái dịch nước nó cứ chảy xuống, và khi mà chảy xuống họng thì mọi người sẽ nuốt vào. Vì khi mà nuốt vào thì nó sẽ là cái dịch xoang nên nuốt vào thì nó sẽ xuống cái phần tiêu hóa, thì cái dịch dịch viêm này nó sẽ tiêu hóa, thì nó cũng làm cho cái dạ dày bị viêm viêm loét dạ dày, hoặc là ăn uống trướng bụng đầy hơi đấy, bị sinh ra các chứng bệnh lám hay da rẻ, nó bị mụn nhớ các kiểu, thì là nếu như vậy thì là mình lại phải xác định, thế thì không phải là mình lại tập trung chữa dạ dày nữa, mà mình lại phải chữa cái xoang trước đi, để cái dịch ở xoang nó không chảy xuống dạ dày nữa, thì nó không nó sẽ giảm, nó giảm cái nguyên nhân đấy, rồi sau đó thì mình lại tiếp tục chữa dạ dày sau, thì nó vậy là chữa như thế thì nó sẽ khỏi một cách nó dứt điểm hơn. Chỗ này mọi người hiểu không nhỉ? Dạ, cả nhà Mọi mình người hiểu hiểu. không ạ? Hiểu thì cho thầy hiện số 5 để động viên thầy giảng bài tiếp ạ. Mà không hiểu thì cứ hỏi lại em nói lại được. À.
có 8:30 mà sớm. Ôi trời, may quá sao mọi người hiểu hết thế, là tính thế nhỉ. Giỏi thật. Ôi trời, toàn số 5 thôi. À. Trời ơi, ok, cảm ơn mọi người. Ủa nhanh quá à chị? Có chỗ nào mà nhanh quá mà chị chưa hiểu để em nói lại à? Dạ. Cứ nói hết cái phần phụ này chị nhé. Cái phần nhanh quá thì không không hiểu thì em nói lại. Chung là nó vào guồng thì nó cứ tiếng nó phun ra. À. Rồi. À, thế thì còn cái vấn đề này nữa mà mọi người cũng có thể thì là lưu 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 tâm đấy là theo y cái này thì nói theo y học hiện đại. Vâng. Cái này thì nói theo y học hiện đại thì mọi người, tại vì là cái phần tiêu hóa này, cái tỳ vị này, cái tiêu hóa này, cái vị này, dạ dày này, thì nó sẽ hoạt động theo cơ chế là thần kinh và thể dịch. Đấy là y học hiện đại ta nói đấy, là hoạt động theo cơ chế là thần kinh và thể dịch. Cái thần kinh này ấy thì nó sẽ cơ thể thì nó có hai cái hệ thần kinh thực vật và hệ thần kinh động vật đấy, hệ kinh thực vật đấy, trong đó thì hệ thần kinh thực vật ấy. Thế ạ. À? Cái hệ thần kinh thực vật ấy thì nó là cái hệ thần kinh là người ta chia làm hai cái là hệ hạch giao cảm và hệ đối giao cảm. Thì trong đó thì cái này hệ hệ thần kinh thực vật này nó cũng chi phối cái hoạt động của cái dạ dày này, có cái vị này. Đặc biệt là cái hạch thần kinh giao cảm thì nó là cái chức năng là hưng phấn. Hệ kinh đối giao cảm là gây ức chế, thì nó sẽ có chi phối, có những cái hạch hạch bám xung quanh cái dạ dày đấy các bác ạ. Nó sẽ chi phối cái phần là tiết dịch nhiều hơn này, hoặc là giảm tiết dịch đi này, thì đấy là có những cái hạch thần kinh nó sẽ chi phối cái chuyện này. Thì rõ ràng là như thế rồi. Bây giờ là có phải là các bác có thể kiểm soát được cái sự đói của mình đâu, có thể kiểm soát được cái sự co bóp của dạ dày đâu. Thế vậy mình dùng cái ý thức của mình bảo là tôi bây giờ tôi không muốn đói nữa thì nó hết đói được đâu. Và tôi bây giờ mình dùng ý thức của mình nói rằng là tôi không muốn dạ dày co bóp nữa thì nó đâu có dừng được đâu. Rõ ràng đấy là sự chỉ đạo của hệ kinh thực vật, nó tự làm cái chuyện đấy, nó sẽ chi phối bởi cái hạch giao cảm và đối giao cảm, nó gọi là thần kinh và thể dịch, nó như thế. Thế là nó đây là theo y học hiện đại ta nghiên cứu như thế. Thế thì rõ ràng là thần kinh nó sẽ có tác động mạnh đến cái vị này này, thần kinh nó có tác động mạnh đến cái vị này, tại vì nó hoạt động theo cái đấy, thần kinh và thể dịch mà. Thế đối với những người làm bị rối loạn thần kinh thực vật, đúng không ạ, thần kinh thực vật ấy, thì nó sẽ gây ra việc là cái gây ra bệnh ở vị này. Thì rối loạn thần kinh thực vật, ví dụ là đối với cái người mà ví dụ căng thẳng stress ấy, căng thẳng stress lo nghĩ lâu ngày đấy, thì là nó cũng ảnh hưởng đến cái sự tiêu hóa của cái vị này, nó làm cho kích thích nhiều dịch vị hơn để nó gây ra việc là rối loạn trào ngược này, hoặc là viêm loét này, hoặc là bị gây được ức chế cái tiết dịch này, gây ra việc bị hư hàn này, tiêu hóa không được, gây ra thực tích này. Thì em nói cho các bác là cái chuyện mà cái thần kinh của mình này, cái tình cảm của mình, cái stress của mình, cái tâm lý của mình nó ảnh hưởng rất là nhiều đến cái vị này luôn. Thế là hôm bữa người ta mới nói một câu là tư thương tỳ ở trong bài mà ngũ hành đấy, là ngoài hỷ thương tâm, bi thương phế, tư thương tỳ, khủng thương thận đấy. Ông ngoan thì rõ ràng là cái tư thương tỳ này nó ảnh là nó là người ta nói là tư ngày trước bữa trước là tư là suy nghĩ đấy, ảnh hưởng lo lắng đấy, thì ảnh hưởng đến cái tỳ vị, đúng không các bác? Thế bây giờ y học hiện đại này khẳng định lại một nữa, đúng thật như thế được, tại vì nó chi phối theo cơ chế là thần kinh và thể dịch. Rõ ràng là đông y và tây y đã có sự phối hợp với nhau, là đồng nhất là cái quan điểm đấy, là đồng ý là cái chuyện mà tình cảm là có ảnh hưởng liên quan đến cái mà tiêu hóa này các bác ạ. Ồ, thế là rằng là nó mới sinh ra cái câu chuyện là nếu bây giờ các bác mà nó sẽ có cái bệnh của vị là bệnh bệnh về thần kinh đó, bệnh liên quan thần kinh này ta, ví dụ là cái bệnh là nếu bây giờ người ta thấy là hỏi là bây giờ tôi bị tiêu hóa kém, tôi bị viêm loét, bị trào ngược như vậy, thì mọi người cũng phải khai thác thêm về cái tiền sử về tâm lý tình cảm cho người ta, là bây giờ là bác có suy nghĩ gì không, bác có căng thẳng gì, stress gì không, thì xem là những vấn đề đấy thì mình có thể giải quyết cho người ta, hoặc là yêu cầu người ta phải cân bằng và giải quyết lại thì nó mới khỏi bệnh được ở vị. Còn nếu như mà mình do cái yếu tố tâm lý nó ảnh hưởng, nó gây ra cái bệnh này ấy, mà mình chỉ uống thuốc hoặc là châm cứu hoặc xoa bóp không, thì nó chỉ tạm thời thôi,
mà sau đó thì họ lại không thay đổi được cái thói quen sinh hoạt tâm lý tình cảm nó ức kết như vậy, thì nói chung là nó lại bệnh tái phát lại và bệnh mãi mãi không khỏi, nó là nguyên tắc như thế. Nên là khi mọi người chữa cái bệnh ở vị thì mọi người cũng phải nói cho người ta thế là bây giờ là bác có cái bệnh về tâm lý không, căng thẳng stress không, tư lự suy nghĩ lo lắng gì không, nếu bác có như thế thì bác kể cho em xem em có giúp bác không, không thì bác không muốn kể thôi bác giữ đấy, nhưng mà bác phải cân bằng bác giải quyết đi, bác không giải quyết được vấn đề này bệnh không bao giờ khỏi, nó cứ tái đi tái lại thôi, mà em chữa cho bác thì em chỉ chữa làm sao mà lo như vậy thì là nó chỉ tạm thời thôi, nó khoảng thời gian thôi, sau nó lại tái lại nó không khỏi hẳn đâu bác ạ. Nó phải nói thẳng cho bác như thế, tại vì thực tế nó là như thế, lý luận là như thế, khoa học y học hiện đại và cổ truyền nó đều khẳng định một yếu tố là tâm lý ảnh hưởng đến chức năng vận hóa thức ăn của dạ dày nhé bác nhé. Đấy đấy thì là bạn theo này là cũng u uất cái gì này, suy nghĩ thì bạn phải giải tỏa đi đấy, đấy. Đấy là, thầy không chữa không không chữa được bằng đấy là mình phải chữa. Thầy thì cố gắng giúp 50% 60% để làm sao mà ví dụ là xoa bóp huyệt để châm cứu rồi dùng thuốc để chữa viêm loét, rồi là đẩy những cái thực tích để những cái thức ăn đồ uống đi, hoặc là cân bằng lại nhiệt độ cho cái tì của bác, vị của bác. Thế nhưng mà bây giờ bác không có mà tâm lý bác cứ uất kết cứ lo lắng suy nghĩ nhiều ấy, thì nói chung là nó là cái nguồn gốc sinh ra thì thầy chịu rồi, bó tay. Tại vì em nói câu này bởi vì rằng là thực tế thì em trong quá trình làm đông y thì em gặp nhiều, gặp nhiều cái bệnh nói chung là về vị lắm, viêm loét trào ngược nhiều lắm các bác ạ. Toàn thì cái bây giờ lại còn nhiều hơn, tại vì là cái xã hội 4.0 nó tăng lên mà thì bây giờ nó căng thẳng stress nhiều. Đặc biệt nó lại trẻ hóa dần đi nên là uống thuốc thì mãi không khỏi. Nó chỉ đỡ một thời gian rồi nó lại tái đại, mà cứ họ cứ bảo là sao là không khỏi, bắt buộc là phải khỏi chứ uống thuốc mà không khỏi là làm sao. Nhưng mà thực tế nó có yếu tố như vậy là nhiều người không biết. Mọi người cố gắng giải thích cho bệnh nhân nhé. Rồi rồi rồi, xong cái phần vị rồi đấy. Đấy là cái vị rồi thì bây giờ đến cái tiểu trường. Đúng không ạ? Cái tiểu trường thì nó có cái tiểu trường thì nó có mối quan hệ biểu lý với cái tâm. Tâm và tiểu trường thì có mối quan hệ biểu lý với nhau. Cái phần tiểu trường này thì nó cũng là nơi cái gọi là cái ruột non, cái ruột đấy bác á, ruột này. Cái ruột này thì nó cũng là tham gia vào quá trình là hóa thức ăn. Khi mà một phần thức ăn ở bên một khi mà thức ăn ấy nó được vận hóa và được hấp thu một phần ở trên cái phần dạ dày rồi thì nó sẽ chuyển xuống cái phần tiểu trường này, thì cái phần tiểu trường này thì nó lại vẫn tiếp tục là hấp thu lại thêm những cái tinh chất còn ấy, còn dư lại ở trong đồ ăn thức uống ấy, để nó đưa lên phế. Vì phế là nơi mà nhận tất cả đồ ăn thức uống thì nó mới phân phân bổ đi mà, thì là tiểu trường thì nó lại nhận cái đồ ăn một phần đấy đã phân hủy rồi đấy, để nhận xuống thì nó sẽ phân thì nó sẽ hấp thụ cái một phần dinh dưỡng nó chuyển lên phế, còn một phần cái phân đấy gọi là cái phần chọc đấy thì nó lại tiếp tục được chuyển xuống bên dưới. Thế thì ở đây là nó cái tiểu trường này nó sẽ có tác dụng là hấp thụ một phần cái dinh dưỡng ở đồ ăn, và thứ hai là bài tiết những cái mà phân thì ra đại tràng, nước tiểu thì xuống bằng quang để đào thải ra ngoài. Đúng không? Thì có hai chức năng đấy, là một là hấp thụ thêm những cái phần dinh dưỡng ấy để nó chuyển lên phế, và thứ hai là bài tiết những cái chất cặn bã xuống phần tiểu đại tiểu tiện ấy, kiểu thế. Thế thế nên là nếu mà cái tiểu trường ấy mà nó bị bệnh thì nó sẽ gây ra cái vấn đề gì, nó mất cái chức năng mà gạn lọc những chất dinh dưỡng và bài tiết những cái chất mà cặn bã xuống bên dưới, thì nó sẽ dẫn đến là việc là bị ứ đọng ở đấy, thì là sẽ bị cái thủy cái dịch ấy, cái tân dịch ấy nó sẽ có thể là bị giảm sút đi, tại vì nó sẽ cái tân dịch là cái chất dinh dưỡng ấy, cái những chất dinh dưỡng ấy, nó bị giảm sút đi, nó không hấp thụ được nhiều nữa thì nó bị giảm sút đi. Thế người ta bị thiếu tân dịch đi, thể hiện ra thiếu tân dịch nha, ví dụ là miệng lưỡi thì khô khát chẳng hạn, lưỡi thì khô khát chẳng hạn, cơ thể thì có thể bị gầy đấy, thiếu chất.
Một phần là do cái tiểu trường này nó không hấp thụ gặn lọc được cái dinh dưỡng nữa. Cái thứ hai là nếu mà nó không chuyển được xuống bên dưới thì nó sẽ gây ra là bí bí tiểu hoặc là bí đái đấy, hoặc là bí đại tiện, tại vì nó chuyển cái nước tiểu ấy xuống cái phần mà bàng quang mà thì nó đào thải ra ngoài, và thứ hai là nó chuyển một phần phân để xuống đại tràng để đào thải phân ra ngoài. Thế bây giờ mà ở ngay cái tiểu trường đấy ruột non nó bị chặn lại như thế rồi thì có phải là sẽ dẫn đến chuyện mà không đi đái được hoặc không đi ỉa được không? Ừ. Nên là rõ ràng là trong nguyên tắc mà đào thải độc tố đấy các mọi người. Alo. Nó tự nhiên nó chạy nhỉ? Mọi người có nghe gì không? Dạ vẫn Dạ nghe vẫn thấy nghe thầy thầy ơi, thầy ơi. nói À vâng. Thế thì em nói về cái nguyên tắc mà bài bài thải độc tố ở chỗ này này, mọi người xem cái số tiểu trường để xem hiểu cái nguyên tắc và bài tiết độc tố của cơ thể nhé. Em nói cái phần này để mọi người sau bài tiết độc tố cho bệnh nhân. Thế thì cơ thể của người ta thì các quá trình bài tiết thì nó sẽ có mấy quá trình. Thứ nhất là đại tiện này, đi đi đại tiện là đi 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 lớn đấy, đi cầu đấy, đại tiện đi lớn đấy, đi phượng đi ở đấy. Xong rồi hai là tiểu tiện, đúng không? Ba là quá trình tiết mồ hôi. Đây là quá trình mà thường xuyên để bài tiết độc tố của cơ thể. Thế mà bây giờ nếu mà bệnh nhân mà bị bế tắc ở cái phần ruột đấy, cái ruột này này, cái ruột của mọi người này này, nó nhiều phân quá, cái phân phân tồn nó nhiều quá, cái lực co bóp của cái tiểu trường này nó kém quá, nó không đẩy được cái phân ấy và nước tiểu đi xuống, thì dẫn là cái quá trình bài tiết độc tố ở hai con đường là đại tiện và tiểu tiện nó bị kém, đúng không mọi người? Thì cái độc tố nó bị tích lại, và nó tích lại từ từ cái tiểu trường tích lên, tích từ tiểu trường tích lên trên dạ dày, tích lên trên gan, đúng không? Gan và cái dạ dày nó cùng một phía mà, để nó tiêu hóa thức ăn. Bây giờ là nó chặn lại ở cái chỗ mà tiểu trường này nó không đi đái đi ỉa được, hoặc là đi đái đi ỉa kém, hoặc phân trong tiểu trường, phân tồn trong tiểu trường nhiều quá, thì độc tố là tích lại ở trong gan và trong dạ dày. Thế là nó mới nảy sinh ra là cái chứng mà gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ, đúng không ạ? Sẽ bụng chứa này thế. Thế nên nếu mà các bác gặp những người mà gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ, đúng không? Thì nguyên tắc ở đây là các bác phải thông cái tiểu trường đi. Các bác, đúng không? Các bác thông cái tiểu trường đi. Tiến là tiểu trường nó co bóp nó tốt hơn này, khiến cho quá trình mà đẩy cái phân nước tiểu ở tiểu trường nó tốt hơn này xuống bên dưới đào thải ra ngoài, thì có phải là cái độc tố ở gan ấy và độc tố ở dạ dày ấy, độc tố ở trong máu ấy, nó sẽ để tiếp tục nó chui xuống bên dưới tiểu trường, lại chui xuống bên dưới đại tràng và bàng quang để nó đào thải ra ngoài. Mọi người hiểu ý tưởng chỗ này không? Thế nên tại sao thải độc tố là thải mỡ máu này, mỡ gan này, là mọi người phải nhuận tràng, mọi người phải nhuận tràng. Nhuận tràng ví dụ bằng các loại thuốc nhuận tràng này, tăng co bóp này, để đào thải cái phân tồn ở trong tiểu trường này, hoặc các bác xoa bóp này, các bác đẩy niết này đi này, hoặc là tập động tác ép đầu gối này, các kiểu như của thầy Đỗ Đức Ngọc ấy, vào bụng đấy, để tăng cái sự co bóp vật lý, để nó đẩy cái phân ở trong cái tiểu trường nó đi, phân trong tiểu trường sạch rồi thì này các thứ độc tố ở bên trên nó mới xuống được chứ. Thì đấy là cái con đường đi ra ngoài, đi đại tiện tiểu tiện mà qua cái tiểu trường mà, thì các bác hiểu tưởng chưa? Đấy thế thôi. Người hiểu hiểu chỗ này không? Em nói lại, mọi người là hiểu không? Mọi người cho em số 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 5 nè để xem cho hiểu chỗ này không. À và hiểu rồi. Rồi. Nó hiểu rồi đấy. Thế tốt quá. Đấy, nguyên tắc nó đơn giản vậy thôi, xem có gì đâu. Rất là nhuận tràng để đào thải độc tố, chữa các vấn đề
viêm gan, viêm gan rồi là gan nhiễm mỡ, rồi máu nhiễm mỡ, rồi bụng trướng đầy hơi các kiểu, đấy là nó là cái nguyên tắc là nhuận trường, là bởi vì là thức ăn nó phải qua đây là như thế ạ. Thế người ta cần nói một câu là tâm và tiểu trường thì có mối quan hệ biểu lý với nhau. Thế là những cái người mà trường hợp mà ví dụ là đái ra máu đúng không? Thì hay thường là ví dụ là đái ra máu ấy, thì ỉa ra máu thì nó lại liên quan nhiều đến cái đại tràng hơn, nhưng mà cái đái ra máu thì nó liên quan đến cái tiểu trường rất nhiều. Đái ra máu liên quan tiểu trường rất nhiều, bởi vì rằng là cái tâm ấy nó nóng và cái tiểu trường nó nóng. Tức là cái một là nếu mà trường hợp mà tâm nhiệt đấy, như là đo huyết áp, các bác đo huyết áp ấy mà thấy nhịp tim nó tăng cao này, người nó cứ bồn chồn đấy, ngực nó cứ bồn chồn, mất ngủ đấy, là tâm 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 phiền nhiệt đấy, suy nghĩ lo lắng thì nó cũng sinh ra cái tính tâm hỏa, nó bốc tâm phiền nhiệt thì ngực nó cứ bồn chồn thế này, như thế thì tâm nhiệt như vậy thì nó sẽ làm thiêu đốt cái tiểu trường. Tại vì rằng là tâm và tiểu trường có mối quan hệ biểu lý với nhau. Bây giờ các bác suy nghĩ căng thẳng, bác làm cho tâm nó nóng lên thì nó sẽ thiêu đốt cái tiểu trường. Thiêu đốt tiểu trường thì khiến cho nước tiểu nó sẽ đỏ và có thể là đái ra máu. Vì nó gây ra nóng quá, tiểu trường nó sẽ gây ra viêm ở tiểu trường đấy, viêm ở ruột thế này, viêm ở tiểu trường này. Thì nó viêm thì nó sẽ sành ra, đẩy cái nước máu đấy xuống bên dưới bàng quang thì thành ra chứng đái ra máu. Đấy. Thế là viêm viêm tiểu trường mà có liên quan đến tâm nhiệt, tâm phiền nhiệt, tâm hỏa bốc. Thì trong trường hợp này nếu mà bác thấy rằng là bệnh nhân đái ra máu này, ngoài cái việc là bác dùng những cái loại mà thức uống mà nó giúp cho lợi tiểu, lề mát đường tiểu, lề nhuận trường này, tiêu viêm, ví dụ là hay dùng là bồ công anh này, mã đề này, dâu ngô này, hay là cỏ xước này, hay là rau đắng, biển súc đấy, hoặc vân vân. Là mạ đề rất tốt trong trường hợp chữa đái ra máu, là mạ đề uống rất tuyệt vời. Thì là ngoài cái việc là uống cho nó mát cái tiểu trường, mát cái lợi tiểu, khiến cho nó việc là mát cái tiểu trường ra, thì mình có thể là dùng thêm cái, nếu mà trường hợp bệnh nhân là có tâm nhiệt đấy thì mọi người phải thanh tâm tảo hỏa đúng không, thanh tâm tảo hỏa, ví dụ là tâm sen sao đấy, lạc tiên đấy, rồi là lá sen đấy, nói chung là mấy cái thứ mà để cho nó bốc thêm vào cho người uống, lấy thêm mấy cái thứ ấy, cho bốc thêm vào cho nó uống cho nó mát tim. Mát tâm, thanh nhiệt tảo hỏa tâm thì nó phối hợp với cái vị là mát lợi tiểu ấy, mát cái tiểu trường ấy thì hiệu quả rất tốt luôn. Nhưng mà thực tế ra thì nói chung là nếu mà đái ra máu thì nói chung cứ lấy mã đề uống thì là khỏi, tại vì cái mã đề là chuyên chữa đái ra máu. Nhưng mà có cái trường hợp thì mọi người hiểu cái nguyên tắc điều trị là thế. Đấy, nha. Từng là dâu ngô uống cũng được, dâu ngô không mà bốc thật đặc ấy, đái ra máu ấy, bốc thật lắm to như thế này này, mọi người lấy cái dạy dâu ngô khô thì tốt hơn dâu ngô tươi. Mọi người mùa dâu ngô khô, dâu ngô thì nhiều mà, mọi người cứ lấy về thật nhiều ấy, xong rồi đãi ra máu ấy, thì mọi người bốc thật lắm, thật to bằng cái bàn tay to thì đừng có tiếc, đúng nấu thì sẽ tặc lá thuốc lam, các loại lá cây lá kiếc này là chung là phải lâu đặt uống nó mới nhanh hiệu quả. Thì bác cứ lấy cái dâu ngô khô ấy, thật to vào, xong rồi mình mới đem đun đi uống khoảng tầm 2 3 bữa là nó hết đái ra máu thôi. Nếu mà không thì có cái lá mã đề là tốt nhất, không thì dâu ngô khô đấy các bác cứ đun thì nó cũng hết đái ra máu luôn, nó cũng mát lợi tiểu là tốt, à, cũng hết nhanh. Đây, trường hợp bị tâm và tiểu trường, tâm nhiệt nó diễn ra tiểu trường nó nóng, sinh ra đái ra máu, người hiểu không ạ? Cả nhà mình hiểu không ạ? À? Hiểu cho À, thầy hiểu số hiểu. 8 đi ạ. À? Bây giờ Còn mọi người đánh số 5 thì các anh chị có câu hỏi gì thì cứ chat vào phần trò chuyện, với tí em sẽ tổng hợp lại và em sẽ đọc cho thầy Hiển ạ. À? rồi. Được chưa mọi người? À, rồi, ok ạ, cô. Thì tiểu trường rồi thì phải đến đại trường đúng không? Đại trường thì ta có thể hiểu như là cái ruột già đấy, cái kiểu thế. Nên cái ruột thì già đấy thì nó sẽ phân thành, nó sẽ phòng cái ruột đấy thì nó chạy quanh ổ bụng, nó chạy từ
Nó chạy từ trái chạy qua phải, thế là người ta thường nói là massage quanh vòng quanh ổ bụng đấy, theo từ trái qua phải thì nó sẽ là giúp cho là tăng cái quá trình bài tiết phân đấy, giúp cho như là táo chẳng hạn thì người ta sẽ miết từ trái qua phải là cái đại trường đấy, miết theo cái cung đại trường đấy, nó chạy vòng quanh xung quanh mà bao quanh cái ruột non mà cái đại trường ấy, thì mình massage theo chiều vòng tròn quanh ổ bụng đấy thì nó massage cho cái cung đại tràng đấy, là tăng thuận chiều kim đồng hồ từ trái qua phải, thì nó là giúp cho tăng quá trình bài tiết phân, chữa táo bón mọi người nhé. Còn nếu như là người ta miết từ từ phải qua trái, tức là miết ngược lại kim đồng hồ này, miết từ trái qua phải thì là miết là giúp là giảm chữa cái bị tiêu chảy, tức là bây giờ là phân nó cứ tổ 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 tổ, tổ ra đúng không? Nó phụt ra, thế bây giờ là muốn làm cho nó không phụt ra nữa thì là miết ngược cái cung đại tràng lên, tại vì cung đại tràng thì nó sẽ bài tiết theo kiểu là từ từ trái qua phải mà, thế bây giờ là mình miết ngược lại từ phải qua trái thì nó sẽ chữa cái tiêu chảy mà đang đang ỉa nhiều quá đấy, thì mình phải miết ngược lại cái cung đại tràng để theo cái giải phẫu của cái Tây y đó. Đấy. Đúng không? Thì theo cái giải phẫu Tây y đấy thì nó sẽ là theo cái kiểu từ trái phải qua trái, nên cái đại trường nó thế, cái đại trường nó thế, thì nó theo Tây y thì nó ra phân thành kiểu như là đại tràng lên, đại tràng ngang, đại tràng xuống, đại tràng sigma và da trực tràng là thải phân ra ngoài, thế là kiểu thế là của cái đại cung đại tràng đó, đại tràng theo kiểu của Tây y thì là mọi người tưởng tượng thế, là nó cái giải phẫu của Tây y đấy, mọi người có thể lên mạng search cái cung đại tràng thì mọi người hiểu cái cung đại tràng nó, thế là một cái đoạn từ trái qua phải theo kiểu là đại tràng lên, đại tràng ngang, đại tràng xuống, đại tràng sigma và da trực tràng đấy, kiểu thế. Thì đương nhiên là nó là cái công công dụng của nó thì nó cũng là có chức năng là chứa đựng và bài tiết phân đúng không, tại vì là ở thế là phân mà xuống qua tiểu trường rồi là và đại trường là bắt đầu là những cái chất dinh dưỡng là đã được hấp thu bớt bớt rồi đấy, là đúng là dần thành phân rồi, nhưng mà ở đại trường này thì nó vẫn có sự hợp một phần hấp thụ lại những cái phần nước ấy, còn lại dư ở trong 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 khi phân đấy thì nó mới hấp thụ lại một phần thì nó sẽ tạo thành cái dạng phân cứng ấy, dạng thuôn thuôn ấy, thì đây là đại trường đấy, là cái đại trường nó sẽ vẫn có một phần hấp thụ cái chất dinh dưỡng ấy để đưa lên trên phế và cái phần phân thành thuôn thuôn ấy thì nó sẽ đào thải ra ngoài. Thế nên là thành ra là nếu mà giả sử mà người ta nói là cái đặng phải phân phân thuôn thuôn đấy em phân thuôn 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 mà nó thành cuôn ấy thì mà không lỏng lát thì có thể là cái đại trường nó còn tốt, nên nếu mà giả sử mà cái đại trường mà phân ỉa ra lỏng lát ấy hoặc là không thành cuôn ấy, thì nước nhầy nước cái nhiều nước ấy kiểu ấy thì có thể là cái đại trường các bạn đang có vấn đề, nó không hấp thụ được nước ấy tạo thành cuôn ấy, cuôn phân ấy, và nếu như giả sử lại còn đau ở cái cung đại tràng nữa thì thôi rồi, khéo lại là viêm loét hành tá tràng rồi, người ta biết nó gọi là viêm loét hành tá tràng và cái bệnh về đại tràng rồi đấy, thì nó sẽ kiểu như không hấp thụ được cái nước để phân nó ra, kiểu không thành khuôn lỏng lát kiểu thế, thì là cái chức năng là nó dễ là chứa đựng và bài tiết nốt cái phân còn lại ra ngoài qua trực tràng. Thì cái bệnh của cái đại tràng này nổi tiếng nhất ấy, mà nổi trội nhất ấy, của cái bệnh đại tràng mọi người biết là gì không? Bệnh nổi tiếng nhất của cái đại tràng này người ta biết là cái bệnh trĩ, lòi gioăm, lòi chôn chê, thoát giang đấy, người ta mới dùng cái câu như thế, ngày xưa các cụ ấy là gọi là thoát giang lòi chôn chê, hoặc là bây giờ là cái thứ là trĩ này đấy, hay là đấy trĩ trĩ các bệnh về lị cũng là của đại tràng, nhưng mà bây giờ gặp nhiều nhất là bệnh về trĩ, thoát giang đấy, là cái đầu trực tràng nó bị xa xuống, nó cứ thòi ra, cứ lên xuống thòi ra thụt vào khi mà mình đi vệ sinh đó, thì đây là cái bệnh của đại tràng và đại bệnh của đại đại trường, bệnh về đại trường. Thì bữa trước là cũng đã nói rồi, cái vấn này là tỳ thống nhiếp mạch lươn này, và mạch mạch lươn thì nó cũng 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 có thể đấy, đấy. Cũng có thể là bệnh về đại tràng mà cũng có thể là bệnh khác, tại vì là có những cái kiểu viêm nhiễm ấy, có những kiểu viêm nhiễm mà nó sinh ra những cái ung nhọt, mà những ung nhọt thì nó có đường thông với nhau ấy, cái đường thông với nhau thì nó gọi là mạch lươn, cũng chưa chắc là nó cũng là cũng có thể nó sinh ra từ cái bệnh đại tràng, nhưng mà nó cũng có thể sinh ra từ cái vấn đề khác do những cái mụn nhọt. Ừ.
Thế đám bữa là đã nói cái vụ là viện mà thoát giang rồi, thoát giang lòi gom, thoát giang lòi gom là cái bệnh của tỳ đúng không ạ? Và bệnh của tỳ, nó tỳ là chủ cơ mà, thế là tỳ yếu thì tỳ hư thì dẫn đến là cơ nhục nó teo nhão thì hay bị thoát giang đó, thì là cái vấn đề này là thuộc có bệnh của đại tràng, vì là cái đầu 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 trực tràng nó bị thòi ra, nó yếu cơ, nó không giữ được. Đấy là cái bệnh này là bệnh đặc trưng nhất của cái phần đại tràng. Còn ngoài ra thì cái đại tràng thì người ta nói là phế và đại tràng thì có mối quan hệ biểu lý với nhau. Phế và đại tràng thì có mối quan hệ biểu lý với nhau, thành ra là nếu mà phế mà nhiệt quá thì nó sẽ sinh ra bệnh của đại tràng đấy à mọi người. Nếu như đại tràng mà có vấn đề bệnh nhiệt quá thì nó cũng thì sinh ra bệnh ở phế. Nên là những cái người mà ví dụ là bị táo bón, bị đại tràng nóng, thoát giang lòi chân chê, rồi là đại tiện ra máu, rồi là viêm loét ở cái phần trực tràng, nói chung là thế, thì nó nóng quá mà thất nhiệt ở vùng đại tràng phân táo bón ấy, thì nó hay sinh ra liên quan đến bệnh phế, là sinh ra bệnh viêm phế quản, hay là bị ho 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 ho, ho nhiệt ấy. Ho mà không có đờm, ho không đờm mà nó cứ khí nó cứ nghịch lên, ho mà không có đờm, nóng rát cả cổ họng cả ngực lên, thì đấy là cái kiểu là do là cái khí của đại tràng ấy, cái đại tràng ấy nó mới xông lên trên phế, tại vì là phế và đại tràng nó thông với nhau mà, không có quan hệ biểu lý với nhau mà. Đấy, thì thật ra phế mà giả sử mà nó có bệnh ấy, nó bị nóng nhiệt ấy, thì nó sẽ viêm nóng nhiệt ấy, thì nó cũng sinh ra cái bệnh ở đại tràng bị viêm loét nóng nhiệt mọi người ạ. Thế là cái hai cái vấn này nó có mối quan hệ biểu lý với nhau rất rõ ràng. Từ từ ấy, nói hết này nha bác nhá. Có nhiều câu hỏi quá, bằng các câu hỏi là toàn câu hỏi khó, nghĩ người đau đầu đấy, toàn câu hỏi hóc búa. Thế thì trong những cái trường hợp mà chăm sóc cái bệnh nhân về về phế đấy, ngày ra ví dụ mình chăm sóc những cái bệnh nhân mà viêm phổi, viêm phế quản này, hay bệnh ho này, hay là chăm sóc những người bị ung thư phổi đấy ạ mọi người, thì người ta là trên nguyên tắc là chăm sóc phổi thì người ta còn phải chăm sóc đại tràng. Người ta sẽ phải lấy những cái đồ ăn thức uống mà nói chung là nó phải nhuận tràng đấy, để chống táo bón đấy, để người ta chăm sóc những người bệnh bệnh ung thư phổi đấy mọi người ơi. Ví dụ là cho trong những trường hợp bị táo bón thì người ta phải chữa táo bón đi, người ta phải ví dụ là lấy của khoai lang này đúng không, canh khoai lang. Canh khoai lang thì mọi người biết là nó chữa táo bón rồi mà đúng không, ngày ra táo bón để ăn khoai lang, ăn canh khoai lang này, rồi là mè mè đen đấy, vừng vừng đen, cái vừng đen đấy là nó cũng là nhuận tràng này, rồi là mật ong này, uống mật ong này, pha mật ong uống đấy, hoặc là chè mật chè chè khoai lang mật ong hạn, thì mình khoai lang mình lấu nhừ lên, xong mình cho mật ong và mình lấu thành 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 chè đấy, thì ăn thì nó cũng là nhuận tràng, vì mật ong này, khoai lang này, hay là mè đen thì nó cũng là đồ nhuận tràng ấy, hay làm cho cái đại tràng ấy, nó cái đại tràng nó được tiêu hóa tốt, thì nó rằng là cái phổi nó sẽ được 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 thải bớt cái độc tố đi, nó cũng sẽ nhẹ bớt đi. Thì trong cái nguyên tắc điều trị phổi là người ta có điều trị đại tràng bằng việc là nhuận tràng đấy, thanh nhiệt ở đại tràng và táo chữa trị táo bón ấy. Là có như thế. Nên là nói thật với các bác là nếu thành ra là các bác mà chăm sóc mà bệnh nhân mà bị phổi đấy, ví dụ là giả đơn cử nhiên bị ho ho thôi chẳng hạn, thì ho nhiều mà thì ho thì mình massage đại tràng đi không ạ, massage đại tràng thì theo cung đại tràng đấy, từ trái qua phải để giúp cho nó được tiêu hóa tốt hơn ấy, hoặc là xoa bóp hàng ngày cho nó tiêu hóa, nó được đào thải phân đi tốt hơn, thì là cũng là chữa ho ấy chứ, chữa bóp bụng mà chữa ho đấy, chứ không phải là cứ chữa ho là mình cứ cho uống thuốc ho không đâu. Mình xoa bóp vùng bụng đại tràng là mình cũng chữa ho, mình cho ăn khoai lang, mình cho ăn mè, mình cho uống mật ong là cũng chữa ho. Mật ong là nó cũng là tốt cho cái phế rồi, nhưng mà nó lại là cũng nhuận tràng nữa, là cũng là thông cái đại tràng ấy, thì nó cũng là làm tốt cho phế, làm chữa ho đấy mọi người, hiểu hiểu cái nguyên tắc là như thế, nguyên tắc của nó điều trị là như thế đấy. Thì nếu thành ra là đây là đại tràng nóng quá táo bón, còn nếu như là đại tràng mà bị hàn lạnh quá thì nó sẽ dẫn ra việc là ỉa chảy rồi bụng sôi thì đau bụng, đau xoắn bụng thì đau xoắn ở cái vùng mà xung quanh, đau đau xoắn ở xung quanh cái theo cái cung đại tràng của nó đấy, đau xoắn bụng vào, ôm bụng đau xoắn vào, hoặc là sôi bụng ngục ấy, hoặc là ỉa chảy đấy, phân nó cứ ỉa ra thành từng dòng ấy.
có cái chứng là bệnh của cái chứng lần trước là học tỳ, nó có là bệnh của tỳ nữa, nhưng mà nó cũng liên quan đến đại tràng, là cái bệnh mà ỉa ra máu đấy, nó cũng là trong phạm vi nó cũng có ảnh hưởng liên quan đến cái đại tràng đấy. Mọi người hiểu cái này không nhỉ? Cả nhà hiểu không ạ? À? Hiểu bật tôi mic lên nói à? Còn không thì cho số 8 ạ. À. Rồi. Mọi người hiểu chưa? Có hiểu, dễ hiểu đấy. À Ừ. vâng. Đấy thì mấy nguyên tắc điều trị cơ bản đấy, rất là cơ bản nhất có thể là như thế nhé, mấy nguyên tắc điều trị. Đấy thì mình có thì mình chữa nó, mình sẽ trị nó dễ hơn. Mấy nguyên tắc, có mấy nguyên tắc cơ bản nhất là như thế đấy. Thế trong lúc thì em trả lời một số câu hỏi. Để lại giảng tiếp. Dạng xong rồi trả lời một thể luôn thầy ơi. Dạ. À, để từ từ hồi nói nhiều lý thuyết quá mọi người lại kiểu ngộ độc lý thuyết ấy. Giờ dừng dừng lại chút trong tí nữa. Còn hai cái tạng bằng 38 tiêu thôi mà. Phải trả lời bớt đấy nhá. À, người kiểu đổi gió đấy, được không chị? Đổi gió một tí nhá. Dạ. À, bạn nhà, hai bạn nhỏ nhà em, chị Trang là một bạn ăn được mà không lên cân. Một bạn lười ăn cũng không lên cân. Hay bị táo, thầy cho em giải pháp với hai bạn nhỏ nhà em với ạ. Dạ vâng, thì có phải liên quan đến cái dị vị nhỉ, đúng không? Vì liên quan đến cái tính chất của vị đúng không? Thì là bây giờ là mình cũng phải khám thêm đấy chị, không phải là để xác định xem là thực sự là nó ở cái vấn đề gì, ví dụ là đây là một bạn thì nói là một bạn này ăn được mà không lên cân. Thì em sợ là bị táo nữa, đúng không? Cái bạn ăn được mà không lên cân là bị táo, đúng không chị? Thì nếu cái bệnh mà ăn được mà không lên cân là bị táo, nóng quá đấy, là cái dạ dày nó nóng quá. Thì nóng quá thì mọi người biết là trong dân gian nó vẫn đồn với nhau là bây giờ là cái dạ dày mà nóng quá thì nói chung là nó thiêu cháy thức ăn kiểu thế. Bây giờ nó nóng quá thì nó cũng không phải là mà tạo thành chất dưỡng được đâu chị ạ. Thì nóng quá thì nó làm cho thức ăn dưỡng nó không được tạo ra thì nó cũng là không lên cân được. Thì cái bạn mà giả sử mà ăn được mà không lên cân là bị táo này thì chị chỉ cần giữ cái táo và làm cho mát lại là bạn ấy sẽ béo lên nhanh chóng thôi chị. Ví dụ là chị táo thì chị vừa em nói đấy, thì chị táo chị cái táo bón trước, là bây giờ lấy dụ là cháo khoai lang, là mật ong này, hoặc là chè mè đen này đấy, hoặc là uống cái gì mát mát đại trường đấy, rồi cháo mè đen này, cháo khoai lang này, mật ong này đấy, mấy cái thứ đấy em táo bón này đó. Rồi đấy nó mát mát đấy. Ở đây hoặc là chị cũng táo bón thì chị cũng xoa bóp thêm cho cháu nó ở cái cung đại tràng từ trái qua phải nữa để cho bớt giảm táo bón này. Ngoài ra thì mình sẽ uống thêm ví dụ là mấy cái đơn giản thôi, ví dụ là hoa cúc này, táo đỏ đấy, kỳ tử đấy. Mấy cái đấy ở chỗ nào cũng bán, mà tiệm tạp hóa là cũng bán táo đỏ hoa cúc kỳ tử. Chị cứ đem về phơi đi hoặc là ra ngoài siêu thị cũng có chị ạ, nhiều lắm. Chị đem về xong chị đem đun hãm trà cho cháu nó uống, cho thêm tí mật ong vào. Cái cháu mà ăn được mà không lên cân ấy, để cho nó vì cái mấy cái thứ đấy nó mát, nó lại béo, nó táo bỏ với mật ong là nhuận tràng nữa. Thì chị cho cái cháu ăn được mà không lên cân đấy, táo đấy để cho uống là giảm cho giảm táo bón này. Và thứ hai là nó mát cái dạ dày đi để nó tăng, nó giảm cái nhiệt độ xuống thì là nó mát thì nó sẽ tăng cân nhanh chóng thôi chị ạ. Tăng cân nhanh chóng. Cái bệnh này thì cái này thì em gặp nhiều rồi, tại vì là nó bị đại tràng này hoặc là tiểu tràng hoặc dạ dày ấy, có bé nó bị nóng quá. Thế này mình chỉ cần nằm mát lại ấy thì là nó sẽ béo lên thôi. Còn thứ hai là cái bạn mà lười ăn mà cũng không lên cân. Cái bạn lười ăn thì cái kiểu là tỳ vị nó kiểu hư hư đấy, hư hàn thế kiểu, nhưng mà cái bạn lười ăn thì nó có bị táo không chị ơi? Alo. Alo chị ơi. Dạ, em chào thầy ạ. Cái bạn người nhà ăn nhà em ấy thì là bạn ấy ăn rất là, có nghĩa là ăn rất là ít, mà có nghĩa mấy ngày bạn mới đi vệ sinh một lần cơ. Là cũng táo luôn. Dạ vâng, có nghĩa là mấy ngày mới đi vệ sinh chứ không phải đi vệ sinh thường xuyên. À. Thế nhưng mà cháu ví dụ là cái bạn hai bạn 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 lười ăn đấy thì là bạn ấy có bị kiểu như sờ vào bụng nó có trướng đầy lên không này, có đánh rắm không này, người nó có bị bao giờ có mẩn ngứa hay mề đay hay mụn nhọt gì không chị? Cháu thì không bị mẩn ngứa mụn nhọt nhưng mà hay đánh rắm. À hay đánh rắm à, thế thì chị ơi có khả năng cũng không phải hẳn là nhiệt đâu, em sợ là hàn quá mà nó sinh táo. Thế thì đầu tiên là chị về chị massage cái cung đại tràng cho em chứ, chị biết massage cung đại tràng chưa? Dạ vâng, em biết ạ. À, dạ vâng, thế thì đấy là
Em sợ là nó dị hàn quá mà nó sinh táo, tại vì là trong đông y thì là lạnh thì nó cũng ngưng kết mà nóng thì nó cũng ngưng kết, nóng quá thì dạ vâng ạ. Nhà tới bạn, cái bạn bạn thứ hai này em thì lúc nào cũng nóng, không bao giờ đến, cũng hay bị tắt mồ hôi, hay bị đổ mồ hôi hột, mà ngủ không bao giờ đắp chăn luôn, tại vì Vâng nó cũng nóng, kiểu cảm giác nó thoát nhiệt ra ngoài, nó nóng lúc nào ra. Sợ à chân đây tay nó đây thì mát nhưng mà lúc nào nó cũng nóng, trong người à lúc đây nào nó cũng bảo là nó nóng. dạ vâng. Cái bạn nóng nên là chị phải cho uống đồ mát như vừa em nói là táo đỏ hoa cúc kỳ tử, ngoài ra chị có thể lấy lá dâu nữa, cái lá dâu là cũng là thoát thắng phong nhiệt cũng là làm mát đấy chị, đơn dân gian là dùng cái lá dâu này nấu với hến này, hoặc cá chép đấy chị, cho nó ăn đấy, canh làm canh ăn ngon lắm, hoặc là đun nước để uống tôi cái lá dâu ấy chị ạ, uống cháu mà thoát nhiệt đấy, mà táo bón đấy mà không lên cân đấy chị, chúng lá dâu canh lá canh với hến này, canh với lá cá chép này, uống táo đỏ hoa cúc kỳ tử này, mật ong này, khoai lang này, mè đen này đấy, các chị cứ cho thế là nó béo. Còn cái cháu mà nó lười ăn mà nó táo thì chết là chị phải mát xa cái cung đại tràng cho nó giảm táo đi đã. Cái thứ hai là về 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 bài thuốc ấy, uống ấy thì lại là uống cái thứ độ ơi về cái đồ uống thì chị lấy cho em là cái này, thì chị lấy cái có vài chị lấy cái gì nhỉ, lấy cái à quả trứng đúng rồi, lòng đỏ trứng, chị lấy lòng đỏ trứng ra nhé, một một trái, một lòng đỏ trứng một cái, cái củ nghệ đấy, cái củ nghệ là bằng như cái ngón tay út thôi chị, giã lấy cái nước cốt của nó chị pha trộn vào cùng với đấy, chị hiểu không, trong chị đánh lên, trong chị bỏ nồi cơm chị hấp lên thì cho nó cháu nó ăn. Alo chị hiểu cái em. Dạ em hiểu thế ơi, dạ em hiểu, Đấy. em đang đang viết lại để nhớ ấy. Đấy. Thì cái lòng đỏ trứng là nó là cái cung cấp cái chất dinh dưỡng, cái dầu để nó tăng cân, mà còn cái hai là cái củ nghệ thì nó lại làm tính ấm nữa, thì là nó cũng là nó làm cho ấm cái bụng lên. Thì ngoài ra thì nếu mà giả sử mà chị kiểm tra lại nữa là nếu mà giả sử mà cháu nó không bị đóng rồi mà nó cứ bụng trướng nó cứ đánh rắm như vậy ấy, chị có thể lấy cho em cái này, tức là lấy cái củ gừng đấy nhá, chị lấy cái củ gừng đấy, chị rửa sạch đi, chị để cả vỏ chị đem hấp chín lên được chưa, xong chị thái ra xong chị mới sấy khô hoặc là nghiền vụn ra thì thành cái bột gừng hấp đấy, cái bột gừng hấp đấy chị mới trộn thêm mật ong chị cho cháu nó ăn, tại vì cháu nó cái thiên về cái thể bụng 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 tỳ vị lạnh quá, nó không tiêu hóa, nó không đủ nhiệt độ để phân hủy thức ăn, mà bụng trướng đánh rắm mà lại hơn nữa lại 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 không có bị nóng, không bị mẩn ngứa gì cả, thì mình lại phải làm ấm cái dạ dày lên, thì mình lấy cái gừng hấp đấy, cái gừng hấp là một công trình nghiên cứu của người Nhật nhé, công trình nghiên cứu của Nhật ấy, không dùng gừng sống, mình dùng gừng hấp, thì sau khi hấp xong thì nó sẽ tạo nên cái chất mới tuyệt vời lắm, ăn nó chửi vạnh cay nhẹ nhẹ thanh thanh rồi rất là ngon như kẹo gừng đó, cháu nó thích kẹo kiểu gì chả thích ăn cái này, nó ngon, mỗi ngày chị cho nó ngậm 1-2 viên trước ăn, và ngày 2 lần hoặc 3 lần thì nó sẽ làm ấm cái tỳ vị lên, thì nó sẽ tiêu hóa tốt hơn, thì nó sẽ phân hủy được thức ăn tốt hơn chị nhé. Xay bằng ngồi viên mật ong, viên thành mật ong thì nó ngọt, nó dễ uống hơn. Thì đấy là cái trường hợp mà tỳ vị đại tràng nó bị hàn quá thì nó cũng gây ra ngưng kết cái táo bón đấy, và là người nó không thấy nó nóng, không thấy người không thấy sợ nó nóng gì cả, không mẩn ngứa gì cả, thì nó dùng cái viên viên gừng mật ong cho em. Còn cái cháu mà nó nóng đấy, người nó cứ nóng táo bón thì cháu nó nóng thì lại phải không được uống cái gừng đấy, không được ăn nghệ đấy, mà lại lại là dùng là lá lá dâu ngô, lá dâu quên nhầm, lá dâu này với cái mấy cái hoa cúc kỳ tử táo đỏ đấy thì cháu lại tăng cân được mầm đấy, thực tế nó phải phân biết hàn nhiệt như thế, cái này phần này học âm dương mới trước cơ, nhưng mà đây là chị nhé, hai cháu là khác nhau nhé, mọi người hiểu cái đoạn này không? Đấy, cái đoạn này là chị là trường hợp của chị này, là chung là các cháu là gặp nhiều mà cái này em cũng gặp nhiều nên em cũng muốn nói luôn, thì em nghĩ là cái này là sẽ mọi người sẽ gặp nhiều đó, đấy các bác gặp nhiều đấy, tại vì con cháu thì ai chẳng thế, một là cháu nó lạnh bụng, hai là cháu nó nóng bụng quá. Mọi người hiểu này, cho em số 1 điện. Thế ơi, có nghĩa là cái thằng mà ăn được, cái thằng ăn được mà nó không tăng cân là nó bị nóng dạ dày, thì bây giờ phải Bị làm lại nóng dạ quá. dày đúng không ạ? Chuẩn chuẩn Và chuẩn chuẩn. còn Còn cái cái thằng cháu mà mà nó lại không ăn, thằng không ăn mà nó lại có nghĩa là nó có nghĩa trong cơ thể nó lúc nào cũng nóng, nó lúc nào nó cũng nóng, nó cũng bảo là nó nóng nhưng mà nó lại hay bị đổ mồ hôi trộn, thì cho nó ăn gừng, ăn gừng viên mật ong. Ô không, cái cháu mà bị cháu nào bị nóng.
cái thằng con thứ hai nhà em ấy, như cái bạn thứ nhất thì không nói rồi, cái bạn thứ hai nhà em ấy thì là không ăn, rất là kém ăn, ăn rất là lười mà ăn rất là lâu, nó không có cảm giác thèm đói luôn ấy, vậy mà nó ăn lâu lắm, xong rồi nó rất hay nóng, hay bị đổ mồ hôi trộn, mấy ngày mới đi vệ sinh một lần, xong rồi hay đánh ngắm nữa. À, thì đấy là trong trường hợp là cháu nó là nếu mà nó lạnh ấy mà nó không có bị nóng thì là mình mới uống gừng được. Còn nếu mà cái cháu mà vừa chị nói là cháu nó lại bị nóng thì thôi lại phải uống đồ mát thôi chị ạ. À, uống cái lá dâu đấy. Ừ, hai bạn đều uống lá dâu. Hai bạn nhà em đều phải cho uống đồ mát đúng không ạ? Đúng rồi, thì vì nó nóng mà bây giờ nghe cơ thể nó cháu thôi ạ. Nhưng mà đều phải dùng massage vùng bụng ấy chị, tăng cái đào thải cái độc tố, đào thải cái phân đi chị. Dạ. Cứ lắm thì làm mát đi mà, mát thì mỏng lắm lên. Dạ, em cảm ơn thầy. Đây là cái thằng thứ hai nhà em. Con chào các bác, con chào các cô chú. Con chào các bác. Đây là cái cháu mà không ăn đấy ạ. Dạ vâng, 4 tuổi mới được có 13 cân đấy. À, thế à. Tuổi lắm. Dạ. À, cháu khoai lắm luôn ấy. Cháu nó nóng là giờ nóng thì chị phải cho nó một cái đồ mát mấy cái thứ cùng uống cái táo đỏ kỳ tử đấy chị. Táo đỏ kỳ tử là chung là vừa mát này vừa bổ đấy, hợp với cái người mà bị nóng. Em cho các cháu lo uống cái bị nóng đấy mà uống táo đỏ kỳ tử là cháu nó ăn được ngủ được là tăng cân tốt. Tại bằng cái táo đỏ kỳ tử đấy thì em tại vì đang trong thời gian giãn cách ấy nên là cái đấy. Cái đấy không biết là có mua, em có mua được bên ngoài không? Cái đây là táo đỏ kỳ tử thì mình hay nấu cái gì nhỉ chồng thầy nhỉ? Nó là cái táo đỏ kỳ tử bán ở siêu thị nhiều lắm chị. Nó nấu một là nấu nước uống không bình thường thôi cho mật ong uống chị, hoặc là người ta có thể táo đỏ kỳ tử người ta nấu với ý dí hạt sen đấy chị, ý dí hạt sen đấy. Mấy một số như hạt óc chó gì đấy thì ý dí hạt sen đấy thì nó vừa là bổ vừa ngon mà nó lại đắm mát nữa. Chị nha. Alo. Dạ vâng ạ, vâng em nghe đấy ạ, tại vì cháu ở ngoài ồn ý. Vâng, đấy, nếu mà chị thấy nấu cháo ăn cho các cháu nó cũng đổi bữa đi, hoặc là chỉ cần đun nước thôi, đun nước táo đỏ kỳ tử mình hãm ra mình cho nó uống thì nó cũng là tốt rồi. Là nó làm ăn mát bớt đi là nó sẽ là ăn được. Nó tăng cân dần lên, hấp thụ được cái tăng cân lên. Chị nhé. À dạ vâng. Chị Viên chị có nghĩ âm rồi. Táo đỏ kỳ tử ấy các chị, táo đỏ kỳ tử đó, ý dí hạt sen đấy, mình nấu cháo hoặc là mình hãm lấy nước nên làm như là uống trà đó, cho vào trong cái cốc nước xong đó là mình đổ nước sôi vào hoặc là mình đổ vào trong cái nồi mình đun sôi lên được, là mình hãm uống, bỏ ra lấy nước uống ấy, cho thêm mật ong vào cho ngon. Và cái món đấy là nó ngon lắm, nó dễ uống mà nói chung là nó là bổ cho những người mà bị nóng và giúp tăng cân ạ. À, đúng rồi. Thế cho em hỏi là cái mật ong ấy, cái mật ong là theo thuộc về tính nóng hay là tính mát ạ? Tại vì nhiều người bảo là không. Mật ong là tính ôn chị ạ, trung bình, không nóng không lạnh. Alo, vâng, thế này ra là nó không nóng không lạnh, thế là người bình thường tặng bình thường nó uống là nó bình thường không sao cả, nhưng mà kiểu như là đối với những người mà nóng quá đấy, huyết áp cao mà bị táo bón thì nó kiểu như là bị nóng quá lâu ngày ấy, thì này chung là nó uống vào thì nó thấy nóng, thì vì nó tính ôn mà, tính trung bình mà ôn mà, người bình thường thì không sao, mình cho ít thôi mà, với lại nó kèm thêm cả những cái mà đồ mát kia nữa thì nó chung là nó cũng cân bằng lại. Nếu mình không uống nhiều thì giả sử mình uống nhiều ấy thì nó là còn sợ là nóng, nhưng mà đây là mình cho thêm một hai thìa thêm vào, với hai nữa là lại thêm mấy cái thứ mát ấy thì nó cân bằng lại, cũng không vấn đề gì. Đây phần em nói lốt nha, em nói lốt phần tiếp. Thế thì sau đó thì đấy là cái tí sẽ trả lời lớp mọi người nhé. Thế thì cái là bàng quang ấy, thì cái bàng quang là cái phủ là cái thận và bàng quang thì có mối quan hệ biểu lý với nhau. Thận là hai quả thận, mọi người tưởng tượng đấy, thì hai quả thận
Về cái bàng quang này là cái mối quan hệ biểu lý với nhau, thì cái thận này nó sẽ khí hóa cái nước này, thì nó đưa cái phần thanh lên thì nó sẽ đưa cái phần chọc xuống cái bàng quang này này mọi người. Thế là cái phần mà nước mà sau khi mà thận khí hóa xong thì cái nó đưa xuống bàng quang để nó đào thải ra ngoài, thì nó thế nên là nó có chức năng là chứa đựng này đấy, mà bài tiết nước tiểu ra ngoài. Thế nếu mà trong cái trường hợp đây là bị là dựa thận hư đây, thì thận hư là nói chung là thận yếu quá, nó không thể nào mà khí hóa được nước ấy, thì nó bài tiết nước tiểu xuống bàng quang thì liên tục ấy, kiểu như ù vừa uống vào phát là thận yếu quá không giữ được, thải xuống bàng quang luôn, thành là đái tiểu nhiều, sinh ra cái chứng tiểu nhiều. Nước tiểu thì nó trong ấy, nước tiểu mà trong mà đái ra dài đấy, kiểu như đái lâu nhiều nước tiểu, đái nước tiểu nó đái tình tình từng bãi dài luôn đấy, người ta gọi là nước tiểu trong dài, thì đấy là biểu hiện ấy của cái thận nó hư, thông qua cái thận hư thông qua nước tiểu đấy. À, nếu mà đây gây là thận hư thì nó gây ra rối loạn chứng nước tiểu, ví dụ là thận nó bị hư hàn này, đây thì nó sinh ra cái biểu hiện là nó trong dài, nước tiểu trong vắt ấy, đã uống vào như nào mà đái ra như thế, màu không thay đổi gì, thế là thận hư mọi người nhé, chứ không phải là uống vào như nào mà tiểu ra như thế là thận khỏe đâu. Thận khỏe là cái nước tiểu nó hơi vàng nhạt, còn thận mà nếu mà giả sử mà thận nó nóng quá đấy mọi người, thận âm hư nóng quá chẳng hạn đấy, thì nó sẽ làm cho cái nước tiểu nó vàng đậm, thì đái ra thì thấy là nước tiểu nó vàng đậm ấy, mà tiếng nó kiểu như nó xe 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 đấy, kiểu đái nó xe xe kiểu thế. Không rồi trong nước tiểu có thể là ít, người ta gọi là xẻn, hoặc là có màu đỏ, có do máu viêm nhiễm. Ê, thông qua cái nước tiểu mọi người đoán bệnh như là đang hàn nhiệt đó mọi người nhá, là thông qua nước tiểu này mình sẽ rối loạn tiểu tiện là thế đấy, tức là thận hư này sẽ sinh ra dưới là tiểu nước tiểu trong dài này, tiểu nhiều lần này, tiểu đêm đó. Thế còn cái thứ hai là nếu mà giả sử mà thận mà nóng nhiệt quá thì nó sẽ sinh ra cái nước tiểu đỏ, nước tiểu ít, tiểu mà nó kiểu xe xe đấy, kiểu nó viêm viêm thế này, nó mới kiểu phát tiếng kêu tiếng xe xe tiểu ít xẻn đỏ. Đó. Vâng. Thế thì những cái bệnh về đái thì là bàng quang thì nói chung bài tiết nước tiểu mà, thế những cái bệnh gì nói chung liên quan đến đái thì là bệnh của bàng quang, ví dụ là đái đục, đái buốt này, đái dắt, đái đục, đái buốt, đái dắt thì nhiều khi đái ra dưỡng chất thì các kiểu nhiều bệnh, đái ra máu thì các kiểu đấy, thì là đều liên quan đến bàng quang, đái đục này. Ví dụ là đái đục này, ví dụ là kiểm tra xem có protein niệu không này, đái ra protein này, hay là nước tiểu có cặn sỏi không này. Đái buốt là kiểu như là ví dụ viêm đường tiểu đấy, viêm đường tiểu đấy, viêm bàng quang có sỏi xíu thì nó cũng cọ sát, nó gây ra buốt đấy, gây ra buốt sát đấy, rồi là chảy máu ra thì nó phải đái 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 có máu. Đái dắt, đái từng theo từng kiểu, đái đái xón, đái dắt ấy, kiểu là cũng là thận hư nó kém, cái đái tí lại xón ra một tí, tí xón ra một tí kiểu thế, liên quan đến là bệnh của thận bàng quang. Đây là quan sát nước tiểu để mình biết được cái bàng quang của mình, đường niệu của mình, với lại cái đường thận của mình đó, để mình điều chỉnh lại cho đúng, là xem là mình là thực sự là đang bị đái là vậy này, là mình đang bị thận hàn, bàng quang hàn, hay là mình bị nhiệt quá. Nhiệt quá thì mình lại làm uống mã đề đấy, thì là đã đề dung cô đấy, thì nó nhiệt thế là mát đi, là tiêu viêm là khỏi. Còn đâu là nếu mà sử mà đái nước tiểu trong dài thì mình lại uống cái bổ thận cho nóng ấm lên, gừng kia các kiểu hồi quế, thì nói chung là nó làm ấm thận lên thì nó làm hết tiểu trong dài. Rồi. Đái ra bọt thì nhất là phải xem là liệu là cái bồn cầu ấy nó có cái gì không, ví dụ là có, ví dụ mọi người mới dùng cái nước tẩy bồn cầu đấy mà lại có cái, nó lại có cái bọt bọt ấy, nó kiểu khác khác ấy. Một thế hai là trong cái nước tiểu đấy thì mình đi đi mình phải xét nghiệm nước tiểu ấy, chị xem là trong nước tiểu đấy nó có cái gì không ấy. Ví dụ là có những cái kiểu protein hay là những cái thể lạ gì không, những cái tế bào lạ, hay là cái những có những cái tinh thể lạ, những cái chất lạ gì trong ấy sinh ra bọt, nên mình phải khám, mình phải xét nghiệm nước tiểu thì mình biết được chị có cái gì trong nước tiểu không.
sinh ra bọt như vậy không? Xét nghiệm nước tiểu đấy, ra ngoài bệnh viện nó xét nghiệm nhanh mà. Tiếp và à thế con chị là thỉnh thoảng vẫn đái dầm mà, vẫn đái dầm nên là kiểu đấy là nó cũng nói chung là bệnh đấy là nó cũng liên quan đến thận đấy chị, tại vì đái dầm mà liên quan đến thận thì có một bài thuốc rất là nổi tiếng luôn, một bài thuốc rất là nổi tiếng luôn là người ta lấy cái một cái một một cái bộ gan gà trống, chị lấy cái bộ một bộ gan gà trống chị ra, chị nhờ cái bà bán gà bằng gà hàng gà đấy, chị lấy một bộ gan gà trống chị đem đi chị hấp chín lên, chị hấp chín chị sấy ở ngoài mình mới sấy khô hoặc mình phơi khô ấy, cho ngoài nghiền ra thành mịn thành bột, nghiền mịn ra thành bột. Ở ngoài chị lấy một ít quế, nhục quế đấy chị, quế đấy chị, quế thơm thơm ấy. Đấy, trong ngoài mình cũng cắt ra mình giã nhuyễn thành bột, hai cái thứ đấy thì mình với nhào trộn với nhau, mình với nhào trộn với nhau. Với quế thì mình ví dụ mình chỉ cần một cái miếng nhỏ bằng ngón tay cái này thôi này chị này, với lại một cái bộ gan gà trống hấp chín lên, tất cả nghiền thành mịn thành bột trộn với nhau, mình mới lấy cái hồ ấy, lấy cái hồ kiểu như là cái hồ hồ nước cơm đấy, hồ nước cơm ấy, xong rồi mình mới trộn vào, mình viên viên thành cái hạt to bằng như cái hạt ngô ấy chị. Xong rồi mỗi ngày thì cho trước cái bữa ăn khoảng tầm cho cháu nó uống một ngậm đến một hai viên, ăn ngậm và ăn luôn uống luôn cái đấy, thì trong một hai viên thì để cho nó trị cái dạ dày trị trong khoảng tầm một tuần. Thì những ngày đầu tiên thì mình cứ cho nó cháu uống một viên hai viên thôi để xem là nó có bị nóng không, tại vì là quế cũng nóng mà, nếu mà nóng thì mình lại giảm bớt đi liều lượng đi đấy, mình cho uống một viên thôi chẳng hạn, nếu mà nóng thì mình giảm cho uống một viên đi đấy, thì cứ kiên trì trong khoảng tầm một tuần thì cái bài đấy là bài chuyên trị đáy dầm đấy chị, mày đấy là chuyên trị đáy dầm ấy, hiệu quả đấy. Hiện nó còn phần tam thiên nữa mình giảng xong rồi bắt đầu mình sẽ đi vào trả lời câu hỏi của các anh chị nha thầy. Vâng vâng. Rồi. À. Hấp hấp nhé, không bị luộc đâu. Hấp thì tốt hơn, luộc nó mất chất. Nha. Cái tam tiêu này thì nói chung với các bác là tam tiêu thì nó sẽ chia làm ba vùng, đúng không? Tam tiêu thì nó sẽ gọi là ba tam, là ba mà là tam là ba mà. Thế thì tam tiêu là nó chia thành ba vùng, người ta gọi là nhất là vùng thượng tiêu, thứ hai là vùng trung tiêu, thứ ba là vùng hạ tiêu. Ba cái vùng đấy. Trong cái vùng thượng tiêu ấy thì nó sẽ chia khoảng cách là nó sẽ chia khoảng là nó từ cái vùng miệng này, từ miệng này xuống đến cái miệng bên trên của cái dạ dày. Cái dạ dày nó có hai cái miệng nhé, miệng bên trên dạ dày có hai miệng, là một là miệng bên trên này, hai là cái miệng bên dưới này. Cái miệng bên trên thì người ta gọi là cái tâm vị, cái miệng bên dưới người ta gọi là cái môn vị. Thế là cái thượng tiêu thì nó sẽ là từ cái miệng của mình này cho đến cái miệng trên của cái dạ dày thì gọi là tâm vị. Cái trung tiêu ấy thì nó là từ cái tâm vị cho đến cái môn vị. Cái hạ tiêu là từ cái môn vị cho đến cái hậu môn. Mọi người nhé, thì trong cái bảng slide này rồi nó nói rồi đấy. Vậy rõ ràng là cái thượng tiêu này là từ cái miệng cho đến cái tâm vị của nó, thì vậy nó sẽ gồm hai cái bộ phận chính là phế và tâm. Thượng tiêu là gồm phế và tâm. Trung tiêu là từ tâm vị cho đến môn vị, thế thành ra là trung tiêu thì nó gồm tỳ vị. Nó gồm tỳ vị đó các bác. Còn hạ tiêu là từ môn vị cho đến hậu môn thì nó tức nghĩa là nó gồm can thận rồi. Nó là can thận rồi. Thì ra là về sau mà mọi người mà ai hỏi là bác là thượng tiêu là gì, trung tiêu là gì, hạ tiêu là gì thì các bác phải biết đó, em là thượng tiêu là gồm phế và tâm phế, hai là trung tiêu là gồm tỳ vị, thứ ba là hạ tiêu là gồm có can thận. Thế về sau người ta nói là bổ trung tiêu thì tức là đang nói là bổ tỳ vị đó mọi người ạ. Bổ hạ tiêu tức là đang nói đến bổ can thận đó. Mà nếu như là đang làm bổ thượng tiêu thì đương nhiên là bổ tâm phế rồi. Thì cái tam tiêu này nó chính là cái đường phân bố thủy dịch nhé, cái đường phân bố cái dịch trong cơ thể đó, những cái chất dinh dưỡng, những cái dạng nước tân dịch, cái thủy dịch đi khắp cơ thể, phân bố khắp cơ thể, phân bố theo ba vùng đó. Thì cái đường kinh lạc ấy thì nó là phân bố khí huyết, đường tam tiêu thì nó là phân bố cái thủy dịch.
người ta nói là nước ở thượng tiêu thì nó bốc hơi lên cao, mà trên đấy là phần thượng tiêu là phần trên cao, thì nó bốc hơi lên cao thì nó như mây mù, như mây mù. Ở trung tiêu thì nó đọng lại như ao hồ, ở hạ tiêu thì chảy như nước trong suối lạch. Thì phần hạ tiêu đương nhiên là nó bài tiết ra ngoài rồi, nên nó phải chảy ra ngoài như suối lạch rồi. Đấy, còn phần trung tiêu thì nó đọng lại như ao hồ, ý là giống như là những cái mà tỳ vị ấy, nó đã ra chất dinh dưỡng thì nó đọng lại như ao hồ. Còn phần thượng tiêu thì nó như mây mù ấy, tức là khi nước nó bốc hơi lên thì bên trên thì nó giống như mây mù, nó bốc khói kiểu thế. Nên là cái phần bên trên là khi mà mình bị nóng ấy, khi mà mình bị nóng ấy thì cái mình phải toát nhiệt mồ hôi ấy, có phải là mồ hôi nó sẽ toát nhiệt từ cái vùng ngang cái ức này, nó ngang từ cái ức này, ngang từ cái chỗ mà cái phần mà ngang cái xương ức cái chỗ mà cái hoành cách mô ấy, cái phần mà chia chia cái phần mà D7 đấy, mà mô ấy, ngước cái dưới cái chỗ mà cái thượng vị đấy, cái chỗ đấy ngăn cách đấy, nó chạy nó nóng, nó bốc từ cái phần đấy cho đến trên vai gáy rồi cổ rồi cho đến vùng vùng cằm đúng không? Vùng và vùng đầu. Thì đấy là cái phải là khi mà bốc nóng thì có phải cái mình sẽ hay bị chảy hơi nước ở cái đoạn đấy không? Tại vì là cái phần bên dưới nó nóng thì hơi nước nó bay bay lên thì nó sẽ bốc nóng ở cái vùng thượng tiêu đấy, xong rồi nó gặp hơi lạnh ở bên ngoài da lông ấy thì nó mới ngưng đọng lại. Thế là mọi người mới thấy rằng là khi mà bị nóng ấy, thì nó hay bị toát nhiệt mồ hôi ở cái vùng mà phía bên trên đấy, cái vùng thượng tiêu đấy vì đấy. Nhưng mà ít 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 lại thấy là nó kiểu bốc bốc nhiệt và bốc hơi thì không ít ít thấy nó ở vùng bên dưới đó, mà chỉ thấy nhiều ở vùng mà thượng tiêu, tại vì là nó bị bốc hơi lên trên mà thượng tiêu mà nó nói là tỏa như mây mù mà. Thế là cái này nó sẽ sinh, nó sẽ dễ nhận biết bệnh ấy. Mọi người có thể nhận biết bệnh trong một số cái trường hợp ấy, ví dụ là trong những cái trường hợp mà tâm phế hoặc là trung tiêu hoặc là phần hạ tiêu nó nóng ấy. Đặc biệt ví dụ trong mấy cái trường hợp thận âm hư đấy mọi người, thận âm hư bốc hỏa lên đấy, chân tay nóng ấy, thì là sẽ kèm thêm cái kiểu như là bị phần thượng tiêu ấy, phần ngang cái phần mà hoành cách mô lên đấy, phần ngang ngược này lên này này, thì thấy rằng là nó bốc, khi mà bị tắt mồ hôi ra nó bốc mồ hôi đầm đìa ra, mà bốc kiểu bốc khói ra ngoài nóng, mà nó đọng mồ hôi lại ấy, chảy ra rất nhiều mồ hôi, mà chủ yếu là phần thượng tiêu thôi, là do cái phần hạ tiêu nó nóng quá, nó làm cho hun đúc nó bốc cái nước ở vùng vùng hạ tiêu nó bốc lên trên ấy, nó ngưng đọng lại đấy. Thì đó mọi người, một là trong điều trị như vậy thì một là làm mát tim phổi này, hai là làm mát hạ tiêu hoặc là thượng trung tiêu nếu mà nó có nhiệt ở phần vùng đấy. Đấy thôi, thế thì nó chỉ có thế thôi. Alo chị Viên. Em đây, em đọc câu hỏi cho thầy trả lời ạ. Vâng, để xem câu hỏi. Câu hỏi khó quá thì em chịu đấy. Cả nhà nghe giảng nãy giờ có hiểu không ạ? Cực Chú Tam Tiêu vẫn còn lơ mơ lắm thầy ạ. à cái tam tam tiêu này đó là cái ba cái vùng mà chứ là cô chỉ cần nhớ được ít nhất là cái khái niệm là tam tiêu là ba cái vùng này thì nó phân ra từ đâu và nó gồm những cái bộ phận nào vậy đấy, thì thế thôi thì mình nhớ vậy trước đã. Là tam tiêu gồm ba vùng đấy, là thượng tiêu, trung tiêu và hạ tiêu ấy. Trong thượng tiêu thì gồm tâm phế, trung tiêu thì gồm có tỳ vị, hạ tiêu thì gồm can thận. Thế là nhớ thế là được rồi. Đây nhá, em đọc tiếp cái phần câu hỏi tiếp theo là em hỏi là xoa bóp đẩy miết vào thành bụng để làm khỏe tiểu trường thì miết xoa như thế nào? Vâng. Thì đấy là một là cái miết xoa thì có mấy cách chứ chị. Nhất là mình sẽ xoay theo kiểu chiều kim đồng hồ, mình cũng miết xoa theo cả cái vùng tiểu trường ấy, là miết xoa theo kiểu chỉ chiều kim đồng hồ. Mít theo kiểu chiều kim đồng hồ, từ trái có phải để giúp cho tăng cái bài tiết của cái có cái bài tiết của cái nước tiểu và cái phân đi nó xuống ra ngoài. Đấy, và khi mình đã ấn thì mình ấn với cái lực mà nói chung là phù hợp với bệnh nhân, xem là bệnh nhân chịu được bao nhiêu thì mình ấn bao nhiêu. Và thứ hai là mình khi mình mít vào tiểu trường đấy, dùng quanh rốn đấy chị.
mình quanh đấy thì mình xem là thấy là cái vùng nào ấy mà nó cứng, ấn vào bệnh nhân thấy nó cứng ấy, phản xạ thành bụng ấy, tức là mình ấn vào mình thấy nó cồ gồ lên này, hoặc ấn vào nó thấy cứng cứng này, mà ấn vào bệnh nhân đau ấy thì mình sẽ nít qua cái vùng đấy nhiều hơn, tức là tập trung trị liệu vào cái vùng đấy nhiều hơn. Đấy, là thứ nhất. Là thứ hai là trên ví dụ là thầy, một số thầy thì cũng có đưa ra cách mít kiểu là mít theo chiều thẳng đứng từ trên xuống dưới, thẳng đứng từ trên xuống dưới nhé, là mít là hai bên cái đường ở chính giữa đi qua rốn là một đường nhé, ở chính giữa đi qua rốn là một đường này, cái đường mà từ hai bên là cái đường lún vú đấy, hai cái đường lún vú nó kéo xuống bên dưới ở dưới bụng đấy, thì là hai cái đường đấy là một đường này, và cái đường giữa cái đường mà lún vú và cái đường đi qua cái rốn ấy là một đường nữa, thì mình cứ viết viết theo từ trên xuống dưới, viết từ trên xuống dưới chia đều ra chị, từ chia đều cái từ cái đường rốn ấy ra xung quanh hai bên. Đấy, chị hiểu tưởng không, chị Nga hiểu tưởng không, thì viết đều từ từ trên xuống dưới này theo cái đường rốn này và theo cái đường mà đi qua lún vú này và cái đường mà giữa cái đường hai đường đấy là mình viết ra, và khi mình viết ấn xuống thì bảo là bệnh nhân thở ra. Tại vì sao, là khi mà ấn xuống thì nhiều khi mà bụng người ta tiểu trường nó phân chiếc nó ứ đọng ở đấy đấy, nó cứng phải, nó đau mà, thì mình ấn xuống đau thì mình ấn xuống mình thì mình sẽ bảo bệnh nhân thở ra để cho nó đỡ đau, và thứ hai là mình có thể dùng thêm một số dầu bôi trơn ấy để cho nó trơn bớt, thì đừng để nó rát chít đau quá. Alo, chị hiểu không? Dạ vâng, cảm ơn thầy ạ. Dạ vâng vâng. Mạch lươn, mạch lươn thì nói chung là mạch lươn thì nói chung là em hay gặp là cái bệnh mạch lươn là đối với mấy cái trường hợp ung nhọt ấy. Ở hậu môn có bệnh mấy bệnh ung nhọt ở đúng là trực tràng đấy, hậu môn là có những cái sự viêm nhiễm rồi là hoặc là viêm nhiễm ở trong hoặc là viêm nhiễm ở ngoài cũng có, là viêm nhiễm cái nhọt ấy, nó mấy cái nhọt nhọt ấy, nó mặc nó có cái đường thông với nhau ấy, thì nó sẽ chảy mủ qua lại với nhau, xong rồi mủ ở chỗ này mình chữa nhưng mà mủ chỗ kia nó không hết thì nó lại chảy vào, thì nó không phải là chỉ ở bên trong đại đường không, mà em cũng có thấy nó ở bên ngoài nữa, tức là nó có thể ở cả hai ruột và liên quan đến ruột ấy, đại trường ấy, và liên quan đến cả cái bụi nhọt ở bên ngoài da ấy. Có khi mạch lươn nó còn có thể thấy ở trên đầu nữa, mà mấy cái trường hợp ví dụ là chốc đầu chốc nhức ấy mà nó có hai cái mụn nó ở gần nhau ấy, mà thỉnh thoảng nó cũng có mạch lươn nó lên lối với nhau, ở trên đầu cũng có mày mạch lươn, ở phần đại trà, ở phần phần mông hậu môn ấy, em thấy nó cũng có mạch lươn, chỗ nào nó cũng có mạch lươn được hết. Sỏi bùn này, sỏi bệnh khó thế. Cái bệnh sỏi bùn này, cái sỏi bùn thì em thấy là cái sỏi trong cái mật thì là nó là cái sự ngưng kết của cái dịch mật mà. Cái sự ngưng kết của dịch mật ấy cũng không hiểu là vì một cái lý do gì, ví dụ là đởm nó nhiệt nó nóng quá chẳng hạn, hoặc là nó bị lạnh quá thì nó sẽ khiến cho cái dịch mật nó bị tạo váng, cái váng ấy nó bị bắt kết vào nhau, nó tạo thành từng lớp ấy. Nó tạo thành từng lớp, bây giờ nó tạo thành cái mà cái sỏi đấy mà bên trong mà nó xanh ngắt ấy. Nó xanh ngắt thì mà nó xanh như cứ như là ngọc quý ấy, như phỉ thúy luôn, nó mà nhiều lắm. Là do cái sự ngưng kết của cái dịch mật ấy, do cái chức năng của cái mật ấy nó bị kém đấy bác. Alo bác Thanh Tùng ơi. Bác trao đổi với em tí. Alo bác Thanh Tùng còn đây không? Thầy ạ. À dạ vâng. Bên thầy nghe đâu mà vâng. Vâng, ý là bác hỏi lại là ý là bỏ bệnh nhân có bị ai bị sỏi mật, bác có ai bị sỏi mật hay như nào? À, thầy bố em ạ, bố em hôm nay 61 tuổi bị sỏi mật đấy ạ. Sỏi bùn là túi mật vâng. À dạ vâng, cái bệnh ấy là khó chữa đấy, nhưng mà em hỏi là chút là bác có bia rượu gì không, hay là bác có tiền sử ăn uống như nào? À, bố em thì bia rượu là ít, gần như là không uống. Vâng, chỉ chắc là bị gút có thầy. À thế là bố là cũng có gút đấy. Vâng. Thì bố đã đi uống chữa sỏi mật ở đâu chưa, hay như nào chưa hả anh? Bố em đi khám đông y thì người ta khuyên là cắt nhưng mà không muốn cắt ạ. Vâng. Khám tây y muốn cắt vâng. Nhưng mà một số thuốc nam thì uống thuốc nam thì chưa thấy chuyển vâng. Vâng, thế là chưa chuyển đi đúng không ạ? Vâng.
Thì người ta cắt thì anh biết là trong đấy bốc những vị gì không? À, thuốc thì em không biết, nhưng mà khám Tây y thì người ta muốn bảo cắt cắt, cắt túi mật. Còn Cắt khám gì đúng không? cắt túi mật à? Thế là Tây y ạ. Vâng, đừng cắt vội. Thì bây giờ là một là bác Vâng. cứ uống thuốc nam đi, nó sẽ đào thải được. Nhưng mà hai là có bài thuốc này nổi tiếng này. Bài thuốc Vâng. nổi tiếng này. Thì em cũng đã cho uống sỏi mật, nó cũng đào thải ra được. Thì vẫn Vâng. đào thải được mà chưa vội cắt. Là đây Vâng. là cái bài thuốc này là của thầy Đỗ Đức Ngọc, thầy cũng chia sẻ mà em ứng dụng rồi, nó đơn giản lắm, không Vâng. phức tạp lắm đâu. Thì bây giờ về là Vâng. anh đi ra siêu thị anh mua cho em một cái chai dầu ô liu, anh biết dầu ô liu đúng không, Vâng. Có. làm cái nộm đấy ngon đấy, dầu ô Vâng. liu cho rồi chanh đấy, chanh tươi đấy, anh mua Vâng. thêm đấy để đấy là 1 cân được để uống dần uống dần được. Thế thì Vâng. tầm tầm 8 giờ tối thì anh lấy cái dầu ô liu đấy, anh mới lấy một thìa dầu ô liu, anh mới pha vào một cốc nước Vâng. ấm. Anh cho bố uống trước đi, tại vì là cái dầu ô liu thì Vâng. nó sẽ giúp làm trơn cái thành mạch, để là khi mà cái sỏi nó ra thì nó đỡ cọ sát với thành mạch đi anh. Đỡ bị chảy Vâng. máu, đỡ bị sát. Vâng. Nên là uống trước đi một Vâng. thìa dầu ô liu, 2 thìa cũng được, 1 thìa 2 thìa đấy, Vâng. pha nước ấm cho bố uống nó trơn thành mạch đi. Rồi đến tầm khoảng Vâng. 9 giờ anh mới lấy cái dầu ô liu đấy, anh mới cái là thầy sẽ Vâng. lấy một cái liều lượng là 125 ml dầu ô liu, 125 ml nước cốt chanh. Vâng. Anh mình nếu mà chua quá thì anh giảm đi cho uống từ từ, không phải uống thế nhiều quá. Lâu em thử mà nhiều quá, kem một cốc to đấy, một cốc to Vâng. uống nước cốt chanh chắc chết. Thì anh giảm đi ví dụ Vâng. 50 ml thôi, anh bắt khoảng hai ba quả Vâng. chanh lấy với cái dầu ô liu đấy lượng bằng nhau, tại vì là cái chanh thì nó Vâng. làm tan sỏi mà, chanh thì nó Vâng. vào chanh vị chua thì vào can mà, chua vào can mà Vâng. chanh thì nó tan sỏi ra. Thế thì nước chanh đấy với dầu ô liu là pha với nhau và cứ thế đánh vào, đến tầm 9 giờ là cứ thế uống thôi, Vâng. hết cái chỗ đấy từ từ uống, từ từ hết chỗ đấy. Uống xong thì Vâng. lên giường nằm, lên giường nằm Vâng. thì bổ bố là làm nghiêng về bên phải, tức là trong khoảng 1-2 tiếng đầu tiên đấy là làm nghiêng về bên Vâng. phải, chân phải co lên để làm mục đích là cái Vâng. bên phải là bên căn căn mật mà anh, căn mật bên phải mà. Vâng. Thế bây giờ làm nghiêng bên phải thì nó sẽ là và co chân phải lên thì là cái dầu và cái nước chanh nó sẽ chảy bên phải đấy, chảy về mật. Thì Vâng. mật thì lúc đấy thì cái nước chanh nó sẽ làm tan cái sỏi ra, và cái dầu ô Vâng. liu thì nó làm cho nó trơn thì nó trôi tuột đi ra ngoài. Đấy thì nó Vâng. sẽ dễ trôi ra ngoài và nó không bị tắc lại. Vâng. Hiểu tưởng không? Thì anh ấy Vâng cho vâng thử uống có. trước 3 ngày xem trước đi, để xem là sau đó thì mình quan sát về cái vấn đề đi ỉa này, xem có thấy sỏi mật đi Vâng. ra không, và đi đái thì có thấy cái dịch xanh ra không. Vâng ạ. Vâng Vâng, em cảm ơn thầy anh ạ. nhé. Dạ vâng vâng Vâng. cái bài đây là phải thải sỏi qua đường đại tiện đấy, cái ỉa thấy có sỏi đấy. Vâng. Dạ Em cảm ơn thầy ạ. dạ vâng vâng Đấy thì đấy, các chị đã ghi lại rồi này. Rồi từ từ này, nhiều câu lắm. Này giờ là ui giời, có 15 phút nữa hết giờ à. Chị iPhone này là chị lại hỏi về vấn đề rối loạn tiền đình ở người trẻ này, ý là chị hỏi làm sao? Chị ơi, chị iPhone ơi. Chị iPhone ơi. Chị phone ơi. Chị qua đây không? Chị đang hỏi về rối loạn tiền đình ở trẻ à? Nhưng mà thực ra rối loạn tiền đình thì nó có kiểu nhiều kiểu hình thể biến tướng lắm, các kiểu nguyên nhân gì rồi là như nào thì bây giờ em phải khai thác. Thế là chị đang muốn hỏi về bệnh nhân nào hay là đang hỏi về chị hay là như thế nào thì em mới khai thác, thì nó mới nói cụ thể hơn, chứ bây giờ nói ra thì sang hết ngày mai đúng không ạ, phải khai thác cụ thể ra thì nó nhanh. Thôi chị đi về mất rồi, chị đi ngủ mất rồi, người khác. Có một chị hỏi, chị Nga hỏi là em cứ bị ở là ù tai thì là bị sao thầy ơi? Thì em thấy rằng là đây là ù tai thì nó sẽ có mấy nguyên nhân, là ù tai là một là thận hư, lâu ngày bị bệnh thận hư đó chị. Thận hư này hoặc là các bệnh ví dụ là có cái viêm nhiễm hoặc là phong hàn này, cảm nhiễm ở tai thì gây ra ù này. Nhưng ở đây em thấy là chị nói là cái vấn đề là bị ợ thì mới ù, hay bình thường có ù không?
Bình thường có ù không hay là chỉ lúc vợ mới ù thôi hay là như nào? Và cái ù này là như nào, nó có tiếng, nó có nghe rõ không hay là nó o o ve ve trong trong tai hay như nào chị Nga ơi? Bình thường thì không, mình không bị ù đâu, nhưng mà cứ ở trong cái thì nó ù theo kiểu nó sôi tai ấy. À. Thế thì khả năng là cái sự liên quan của tai mũi họng ấy chị, tại vì là đây là em chưa thấy cái liên quan gì các bệnh khác để cả, nhưng mà thấy có cái vấn đề là ví dụ tai, tại vì tai mũi họng này nó có sự liên quan với nhau mà, không ạ? Tai mũi họng mình không bị sao cả. Không, ý là nó là bây giờ nó đang gọi lên, đúng không? Nó đang gọi lên thì cái dịch nó đang gọi lên cổ họng ấy thì nó sẽ là nghe tiếng tiếng sôi ù ở bên cổ họng ấy, nó mới lên, nó mới vang lên tai ấy chị. Thế chị chưa bị ọ đi, chị bị ọ lâu chưa? Thỉnh thoảng mình mới bị thôi. Ừ. Kiểu như là dạng như là mình suy nghĩ một vấn đề gì mà tập trung quá thì là mình mới bị. Vâng. Bây giờ mà có ai mà giúp xoa bóp cho chị cái bụng tiêu hóa thì chị thì tốt lắm ấy chị ạ. Tại vì là bây giờ là suy nghĩ căng thẳng thì chắc chắn kiểu gì nó cũng tiêu hóa nó kém rồi. Tiêu hóa kém thì nó mới ọ lên, nó mới ọ khí, nghịch khí lên à. Kiểu là thế nên là mình xoa bóp bụng tiêu hóa nó nhẹ nhõm một cái là cái vấn đề là giải quyết hết ấy. Cái phần xoa bóp đấy thì mình cũng làm được, nhưng mà tự mình chắc là làm thì nó hơi khó hơn thầy nhỉ. Vâng, đấy thế là phải dạy chồng bóp cho. Thế thì khó rồi thầy ạ. Dạy con nó lớn là dạy cho nó bắt cho. Không thì chị bỏ tiền ra ngoài thuê các chị đi xoa bóp này cho. Vâng, thế chắc là em phải làm một liệu trình đấy rồi thầy ạ. Vâng, thầy cảm ơn thầy ạ. Dạ vâng, cảm ơn chị. Dạ, có một câu hỏi của An Bình là phế nhiệt thì đại tràng táo bón, vậy phế lạnh thì đại tràng tiêu chảy, thì như vậy đúng không thầy? Ờ, cái và cái phế nhiệt ấy thì đại tràng táo bón thì người ta hay nói hơn đấy, là cái kiểu phế lạnh thì đại tràng tiêu chảy, vì là cái đại tràng khi tiêu chảy thì nó gồm có nhiều cái nguyên nhân khác nữa, nó không phải là mỗi cái mà phế lạnh ấy, đại tràng tiêu chảy thì nó sẽ là ít ấy. Em thấy nó không xuất hiện nhiều đâu, em chỉ thấy cái trường hợp mà phế nhiệt với đại tràng táo bón này nó nhiều hơn thôi. Bác An Bình ạ, à? Alo. Vâng thầy ạ. Thì cái trường alo thì không ạ? Vâng. Vâng. Thì cái trường hợp của con, trường hợp của con nhà em thì buổi sáng này nó rất là hay đau bụng, hầu hết là 30 ngày thì phải 25 ngày hay đau bụng và nó cứ bị tiêu chảy. Chân nó rất, đi tập thể dục thì nó ra cực kỳ ít ra mồ hôi, nó chỉ ra được hơi nách thôi. Đấy thì mà gầy xong là cái nó cứ teo, teo thì tất nhiên là nó ít vận thì nó cũng teo, nhưng mà chân tay nó lạnh, mặt mũi nhạt ra thầy. À thế thì cháu nó có bị ho hay là đờm giết gì không, hay là viêm phế quản viêm giết gì không, hay là ho lạnh thế nào, có đờm gì không? Không hề có, mà cái bệnh đấy nó lâu rồi, phải đến 2 năm nay rồi. À vâng, thế thì cái tiêu chảy là nói chung là đại tràng tiêu chảy là cháu đại tràng tiêu chảy liên tục hay là chỉ có thỉnh thoảng mới bị thôi, hay là như nào? Nó gần đến liên tục ạ. Nó đi học thì buổi sáng hay phải nghỉ học một hai tiết ấy. Đấy, hoặc là nó phải đau bụng quặn lên, tức là nó hay bị đau bụng quặn lên, lúc nhà vệ sinh thì có lúc đi được, có lúc không đi được, nhưng mà phải đi được thì nó hết. Vâng. À thế à, thế chị có đi xét nghiệm gì chưa, có bị trùng chiếc gì không, có xét nghiệm bao giờ không? Có một lần đấy cháu nó đi rồi mà cũng đi mấy bệnh viện mà không ra cái bệnh gì hết luôn, đi xong là xét nghiệm DT gì đấy, chụp cả cộng hưởng từ hay cái gì đấy thầy, cũng không ra được. Đi cả nhi cả bệnh. Cháu nó có bị mẩn ngứa mề đay gì không? Không ạ, chắc làm sao. Thế thì đi xét nghiệm là yên tâm rồi, thì là chắc chắn là không có trùng chiếc gì, không có vi khuẩn gì rồi, thì là cho cái cơ thể nó lạnh, có thì chị cho làm cái bài mà viên gừng hấp ấy, thì nó làm ấm cái phần tiêu hóa của cháu lên ấy, để xem như thế nào chị nhé. Vâng ạ. Vâng, tiêu chảy nó mà lạnh quá, gừng hấp thì nó vừa ấm tiêu hóa vừa ấm thận lên. 16 tuổi thì uống độ khoảng bao nhiêu, khoảng nửa thì cà phê một buổi sáng hay như thế nào thầy? Cái viên ấy mình làm mật viên mật ong ấy, mình làm sẵn đi thành cái hạt ngô ấy, xong chị để sẵn vào trong, hoặc là to hơn hạt ngô một tí, to như bằng nửa hạt nhãn cũng được, chị để sẵn vào trong cái lọ lọ lọ
cái lọ kiểu gia vị đấy, xong rồi chị đưa cho cháu nó cầm đi. Thằng này bạn cứ ngậm như là kẹo gừng ấy mà, nó như kẹo gừng thôi mà chị an tâm. Và gừng thì nó ấm là chỉ tả mà chị. Gừng thì chỉ tả làm ấm tiêu hóa, làm ấm thận. Thế là ngày ngày thì uống mình uống mấy viên đấy thầy? Dạ ngày hàng ngày 2-3 lần tùy cái cảm nhận của bạn ấy. Nếu mà bạn ấy uống ngon, uống thì thấy ngon ngon mồm, ngon miệng ấy thì là cứ để cho cháu nó tùy uống 2-3 viên một lần được, không sao. Tùy theo cảm giác của bạn ấy mà, bạn ấy dễ chịu bạn ấy dùng nhiều, bạn ấy không không thích ấy, bạn ấy khó chịu bạn ấy không dùng, chị đừng ép bắt uống vâng ạ. Là, đừng đừng bắt uống là đây là chị có mẹ con kẹo gừng này, mẹ làm con rất là cầu kỳ luôn nhé, mẹ hấp lên mẹ viên mật ong ngon lắm luôn đấy, con cứ mang đi thỉnh thoảng con ngậm con uống nhá, con thích uống con không thì thôi, mẹ không ép. Vâng. Nhưng cái về thì cơ địa cháu nó lạnh như vậy là cháu nó bị lạnh quá rồi thì là mình phải chỉ tả lại, thế là cầm tiêu chảy lại làm ấm lên ạ. Thì các cái bài đấy là đơn giản nhất là chúng ta để dùng đấy ạ. Vâng, để hỏi nốt thầy một cái trường hợp là cũng cháu nhà em nó phải 2 mấy tuổi rồi, thì có nghĩa là nó bị dạ dày thì uống cái thuốc cái dạ dày chữ Y của bên Tây Y thì nó cũng đỡ. Thế nhưng mà cũng thỉnh thoảng là vẫn cứ đau, xong là nó cứ hay bị lợm giọng buồn nôn ấy. Thì làm nào thầy? À, thế thì lợm giọng buồn nôn, thế thì xem là cái thể nó cháu nó là nóng nóng hay là lạnh, thế là cháu nó viêm có bị viêm nhất thì không, hay là đi chiếu chụp đi siêu âm à, nội soi thì hay là chiếu chụp gì nó có bị viêm thì không, hay có kiểm tra gì chưa, có à, kiểm chưa. Tra gì không, chưa, có tại bị vì kiểm tra gì không? Đang trong thời gian dịch nên là thấy nó thế thôi. Vâng. Tức là cứ bị lôn lợm giọng rồi đau bụng là chị hay như nào, hay là cứ đi đỉa đi đứa ăn thì không? Chỉ thỉnh thoảng nó mới lợm giọng, có nghĩa là một tuần thì bị khoảng một gì đó, hoặc là có khi là nó ngửi thấy mùi thức ăn mà thịt mà nó không thích thì nó lại lợm giọng. Còn thỉnh thoảng thì nó mới đau dạ dày, độ khoảng một tháng thì độ khoảng 3-4 lần mà. Nhưng mà mỗi cái tội là ăn thì cũng vừa vừa, nhưng mà có khi mãi mới đi vệ sinh được. Thế thì nếu mà coi táo bón thì là mình phải nhận tràng cho bạn ấy rồi. Cái táo bón thì mình phải điều trị cái táo bón này đi cho nó mát dạ dày, hay là chị phải kiểm tra xem là nào đi ấy, thì kiểm tra xem có bị HP không chị, vì là quẩn HP đấy, viêm dạ dày thì nó sinh ra trứng đấy, đau bụng rồi là buồn nôn nậm giọng các kiểu, xem có quẩn HP không chị. Vâng ạ. Thì quẩn HP là được, thì không kỵ à, HP cái thằng như... À quên cái là cái thằng mà nó lúc trước cái thằng mà hay bị đi đau buổi sáng thì nó cũng đi viêm dạ dày HP đấy thầy. Ồ dạ thế à, thế này có dạ dày rồi gì nữa. Vâng đấy, quên mất một đấy. Thế là vi khuẩn đấy, và vẫn uống được nhưng mà về sau là phải uống để thuốc để trị HP đó chị, cái thuốc đặc trị kháng sinh các kiểu để trị ạ. Đông y tây là nó có cái thuốc trị HP với khuẩn mà đó là con vi khuẩn mà có chân mà, nó nhiều cái vòi vòi trông ghê lắm. Nó bò trong dạ dày, nó khiến cho nó tiết ra một cái gì. Yeah. Nó tiết ra một cái dịch vị là của nó, xong nó làm cho trung hòa cái axit trong đấy, thế là làm cho cái dạ dày lạnh và nó bị viêm ở cái chỗ mà nó viêm cái chỗ mà nó bị tiết dịch làm giảm axit đấy, làm giảm cái chất làm loét cái màng đấy, làm tiết dịch làm loét cái màng dạ dày ra, cái màng dạ dày ra cái axit nó vào nó viết loét dạ dày luôn. Thế thì phải uống cái thuốc tây để cho nó tiêu diệt cái virus ấy đã đúng không ạ? Vâng đúng rồi, có HP là làm triệt đi, có cái thuốc tây nó chỉ được mà khoản kiếp. Vâng ạ. Nhá. Dạ. Vâng ạ. Cảm ơn thầy. Dạ vâng. Cảm ơn chị nhá. Vâng. Chào thầy ạ. Dạ. Dạ, có câu hỏi là người lớn muốn tăng cân thì ăn gì vậy thầy? Em cũng hay nóng gan ạ. Em cao 1m62, có 42 cân thôi, của nick 123456 ạ. À vâng. Ôi giời, thế thì phải khám đã, thì chị 1 2 3 4 5 6 đây là chị còn ở đây không? Còn ạ. À dạ vâng, chị ơi thế thì đây là cơ địa của chị là chị là gầy đúng không? Mà nóng gan thì bây giờ là ngoài cái nóng gan ra chị còn cái biểu hiện gì khác, ví dụ giống như là ví dụ là về tiêu hóa chẳng hạn, ví dụ là chị có bị nóng rát thượng vị không, hay là hơi ở chua hay nôn mửa gì không, hay là đau bụng quặn, hay là tiểu tiện đại tiện này, phân viết tiểu tiện như nào? Em thì em bị dạ dày ạ. À thụ giật tới lại dạ dày nữa
Dạ dày là sao mà béo được chị? Dạ dày của chị là bệnh dạ dày đấy, là chị đã khám chưa? Chị gọi là khám dạ dày là do có HP không? Chị dạ dày có Không ạ. HP không? Không Không ạ. HP à? À dạ vâng. Thế là đi có viêm loét gì không? Có viêm loét chỗ nào không? Có. Xíu. Viêm Điều loét chỗ nào? trị một thời gian thì nó lại đỡ. Không không đau, không bây giờ không đau nhưng mà nó vẫn còn viêm ấy, nhưng nó không đau. À Thì à. khoảng có đợt đợt đau thì uống thuốc lại hết rồi. À, dạ vâng. Thế là cũng có tiền sử là bệnh dạ dày đấy chứ, tại vì là nói thực với chị là đông y là tỳ dị, đây là cái nơi mà linh nhiều lấu thức ăn, mà lấu thức ăn thì nó chuyển thành dinh dưỡng để nó chuyển lên, mới 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 nói chung là nó chuyển từ dinh dưỡng lên thì nó mới ăn nó mới được. Thì một là nếu bây giờ chị nóng gan ấy, chị lấy cái bồ công anh này, đúng không ạ? Chị lấy xem là nhất là cái bồ công anh này, chị biết cái bồ công anh không? Có. À đấy, tốt quá, bồ công anh nhá. Chị lấy cái bồ công anh là một này, nếu mà có thể là chị có thể là mua cái hạ cô thảo ấy với lại kim ngân hoa, nếu không có thì chị chỉ lấy bồ công anh cũng được. Chị lấy cái bồ công anh ấy, chị một là chị lấy nhiều về xong rồi chị rửa sạch đi, chị bỏ vào nồi chị nấu đặc lên, chị nấu thành cao luôn đấy, nấu thành cái dạng cao nào, ví dụ chị lấy hàng 2 3 cân 5 cân đi đấy, xong rồi chị về chị bỏ nồi chị linh lên lấy nước đặc đấy, xong rồi mình cái cô đi, mình bỏ cái bã đi, xong rồi mình cho thêm mật ong và mình cô này để mình uống thêm ấy, tại vì là cái mật bồ công anh này giúp cho mát gan, và bồ công anh này nó cũng là giúp tiêu viêm ấy, nó là dạng giúp trong nhóm thanh độc thanh nhiệt giải độc và giúp tiêu viêm, chữa các chứng mà viêm viêm dạ dày, thì tất nhiên là chị cứ lấy bồ công anh uống đi, nó bổ dạ dày mà và bổ cả làm mát gan. Dạ vâng, thì tại vì là chị có bệnh về dạ dày đấy thì là mình cần phải điều trị thêm về dạ dày nữa, hay là để ra mát cái dạ dày đấy, hay là làm mát gan, thì mà gan và dạ dày là hơi là cái nơi mà giúp cho phân hóa thức ăn mà chị nhá. Chị dùng thêm một thời gian đi xem cái mức độ gan nó nóng bớt thì mình sẽ nói tiếp. Dạ vâng ạ, đơn giản vậy thôi. Vâng, em cảm ơn thầy ạ. Dạ cảm ơn chị. Chào thầy, người sau tai biến mạch máu não khi làm việc gì khoảng nào 15 phút thì nhức đầu rất khó chịu, ông thầy chỉ đã. Chị Dung ơi, chị Dung qua đây không? Chào thầy ạ. À dạ vâng, thế bây giờ là bệnh nhân này là ai mà như thế nào, hay là chị, hay là bạn người thân, hay là bạn bè, hay là như nào, hay là chị chỉ giả tưởng như thế? Dạ, là các em á thầy. À là chị luôn. Vâng. À dạ vâng. Thế ngày xưa là chị bị tai biến mạch máu não là theo kiểu gì, tức là bị kiểu như là tai sai tai biến kiểu sơ vữa nên mà máu đông nó tích tụ vào huyết áp cao, hay là kiểu như là sơ cứng động mạch do kiểu như là gặp gió nó chị nó máu màu vàng hay như nào, chị kể lại Không xem không. nào. Trường hợp của em là bị như thế này, thầy nghe em nói không thầy? Dạ Thầy vâng nghe em em nghe nói rõ chị không? ơi, nghe rõ Nghe nghe rõ rõ nghe không? rõ nghe rõ ạ, Tức là trường nghe hợp em của rõ. em là sau khi chích ngừa COVID đó, thì À khoảng 1 tuần lễ thì bị tai biến. à Trước giờ em thì không có bị bệnh tai biến, không có bệnh về sức khỏe, không có bị mắc kinh, bị bệnh bệnh nền gì hết. Sau khi chích vâng ngừa 1 tuần lễ là bị luôn á, là bị vâng tai vâng biến. Bị tai biến là trường hợp của em là tai biến là khi mà chụp chụp MRI, chụp não thôi, chụp não á, dạ. thì này bên não bên phải á, thì bị tắc nghẽn, còn não bên trái á, thì bị hư toàn bộ. Dồi. À, lá bên dạ, phải thì bị tắc nghẽn, lá bên trái thì bị hư toàn bộ. Vâng. À thế à, dạ. Thế Thì thì bác sĩ có khối máu tụ gì không? Có khối máu đông máu tụ gì không? trường hợp của em là bị tai biến khối máu tụ, nó làm gây tắc nghẽn và cái các động mạch não bên À phải. dạ. À rồi, huyết áp nhịp tim của chị bao nhiêu, chị có đo không, kiểm tra lại như là huyết áp nhịp tim ấy, thì thông thường là mấy đây bữa đây kiểm tra đo huyết áp nhịp tim là như nào? Huyết áp thì mỗi sáng thì kiểm tra thì thường thường là 12-6, 13-6, 11-6, 16. Còn mạch thì nằm trong khoảng dao động từ 70 đến 80.
Thế là 12 6 đúng không? 120 trên 60 biết bao nhiêu? Vâng, 120 trên 60. Có hôm thì 13 130 trên 60. Có hôm thì 110 trên 60. À dạ dạ. Thì cho em nghĩ là trồng nằm trong khoảng dao động bình thường. Cũng không bình thường lắm đâu chị. Tại vì nó hơi cách xa nhau quá. Tại vì nó có cách hơi cách xa nhau quá thì thường là 120 trên 80, nhưng bây giờ tự nhiên này sau khi chỉ số dưới thì nó lại bị thấp quá, chỉ số trên thì có thể là hơi bình thường nhưng chỉ số dưới thì nó hơi bị thấp quá, thì cái máu của chị nó đang có vấn đề, cái máu hơi có vấn đề chị ạ. Bây giờ là này, tức là bây giờ là mình phải hoạt huyết chị ơi, chị ạ. Thì thì sau khi nằm viện về thì bác sĩ thì tao uống, bác sĩ cho uống thuốc tây, và trong thuốc tây thì nó có thuốc để chống đông máu á, cạc đi dạ. Làm cho máu nó lưu thông á, nhưng mà mình sao mà bị nhức đầu, nhức đầu kinh khủng, nhức đầu giống như là mà ai lấy cái búa đập vào đầu mình mà. Vâng, thì căn bản nó vẫn chưa hết cái sự bế tắc ấy của khí huyết ấy, thì nó thế thì là mình phải hoạt huyết thêm ấy chị, mình có thể bổ sung thêm một số thảo dược như sau ấy chị. Thảo chị nghe gì? Không? Vâng, nghe bạn nghe. Vâng vâng. Cái thảo dược mà và đứng đầu trong cái huyệt hoạt huyết này này, người ta dùng đan sâm ấy chị ạ. Đan sâm. Đan sâm. Chị đan sâm, vâng, chị ra YouTube bác ấy, chị bảo người ta bán tôi ít đan sâm ấy, về thì mỗi ngày chị lấy đan sâm thì chị tầm lắm ấy chị tầm khoảng tầm 20-30 gram đó chị, nên bỏ vào nước đun sôi lên uống như trà ấy, chị ngon lắm, uống ngon lắm, nó màu đỏ đỏ nó uống ấy. Thì cái đan sâm nó đứng đầu trong cái dòng hoạt huyết ấy, nó dùng để hoạt huyết để chữa thần kinh tọa, chữa bị viêm giãn tích mạch chân này, đồng thời nó cũng chữa đau vai gáy này, các kiểu máu không lên đầu là cũng là uống để đan sâm được. Và thứ hai là ví dụ là chị không có ra mua được cái đan sâm thì chị lấy cho em đinh lăng và lá tre chị nhé, đinh lăng và lá tre, cái hai cái sao, hai cái đấy là loại đứng đầu trong, cũng là đứng đầu hoạt huyết bổ thần kinh. Chị lấy đinh lăng là cái lá đinh lăng phủ cũng được, thân toàn cây nó đều có tính hoạt huyết đó chị, lại có tính là như là sabomin đấy, thì nó không làm tăng khí quá nhiều mà nó lại hoạt huyết rất là tốt. Thì chị lấy cái đinh lăng này chị mới đun uống hàng ngày. Lá tre cũng vậy, lá tre thì nó cũng là tính hoạt huyết rất mạnh, làm tan máu huyết, tan máu bị đông tụ ấy, làm mềm máu ra. Thế là trong những cái trường hợp ví dụ ngày xưa người ta hay dùng cái nước măng tre đấy để người ta hãm tiết đấy, người ta đổ vào cái phần tiết nó đỡ bị đông mà, chống đông mà. Thì chị có thể bổ sung thêm là đấy, một là đinh lăng này, lá tre này, nước đan sâm này đấy, chị thay thế để nói chung là cho vào nhau uống được, hoặc là uống từng loại riêng cũng được, hàng ngày ấy, nó cũng là như thực phẩm thôi, an toàn mà, để mình hoạt huyết ra đấy. Mình hoạt huyết thêm thì nói chung là nó sẽ giảm đau rất là nhanh ấy chị. Người mà đau đầu thần kinh tiền đình mà ta uống mỗi cái đinh lăng thôi mà nó hết đấy. Thế chị là cũng kiểu như vậy thôi. Bây giờ mình phải làm sao mà tan hết cái khí máu, khí tụ đó lại, thì sau đó thì mình mới xoa bóp huyệt được. Mình uống rồi, mình uống khoảng tầm 1-2 tuần chị nhé, để cho tan đi rồi là mới nhờ người xoa bóp huyệt được. Tại vì nếu bây giờ mà mình xoa bóp huyệt ấy mà nó vẫn còn cái máu đông ấy bên trong ấy, thì là sợ là nó lại di chuyển đến chỗ mà nó lại khó hơn ấy, thì nó lại tắc nhiều hơn ấy, nguy hiểm. Thì bây giờ chị bị uống cho nó tan, cho nó hết đã. Được 3 tháng rồi thầy, từ hôm bữa bị tới bây giờ là 3 tháng. Dạ vâng ạ, 3 tháng là lâu rồi đấy, là vâng, thế thì đấy là đấy là đơn giản thôi, mấy cái loại lá hạ huyết đấy này là uống là được đấy chị, là uống tốt đấy. Hoặc là đan sâm, hoặc là đinh lăng và lá tre hả thầy? Đúng rồi chị ạ, để nó tan hết cái khí huyết ứ đọng đi. Đan sâm, mình uống đan sâm mình làm mình nấu lên mình coi giống như mình pha trà mình uống vậy hả thầy? Đúng rồi chị ạ, nó thơm mà nó không có bị đắng chát gì cả, ngon lắm. Nó đỏ mà mình lấy mình lắm mình uống ngon lắm, nó uống mà lại còn khỏe người đó. Tại vì là sâm mà ít nhất nó có tính chất làm cho cơ thể nó dẻo dai đấy, cả đinh lăng nữa nó cũng làm cho người nó khỏe lên, nó dẻo dai hơn, da nó đỡ bị mệt này, và thứ hai là nó còn hoạt huyết nữa, nó làm tan hết những cái máu ứ đấy, máu cục ứ thì nó làm tan ra chị, khí huyết nó cũng hành tốt hơn. Dạ nó không có ảnh hưởng gì với cái thuốc mà bác sĩ cho
thuốc chống đông máu bên Tây y không thầy? Có ảnh hưởng không thầy? Cái đinh lăng và cái đan sâm thì nó là không có phản ứng lại với cái bất cứ loại thuốc nào. Nhưng mà cái lá tre thì nó là giải thuốc. Nên nếu mà chị uống các loại thuốc khác mà chị không muốn nó giải thuốc thì chị không uống lá tre là được. Thì lá tre nó giải thuốc chị ạ, vì tính nó giải độc của nó mạnh. Vâng, có không thầy? Vậy là cho em dùng đan sâm. Hoặc là lá đinh lăng đấy. Chị ở chỗ nào con thấy đinh lăng bao giờ chưa? Đinh lăng lá nhỏ đấy chị, chuyên để ăn gỏi đấy. Làm hay ta ăn gỏi hoặc là ta nấu nước uống ấy để thanh nhiệt giải dạ, độc đấy. Thưa thầy, em ở bên Pháp á thầy. Ở đâu? Ở bên Pháp. Và Đồng Tháp ạ. Thế chị hỏi. Không, ở Pháp thầy. À Pháp à, ô xa thế. Vâng. Thế à? Thế thì xem là bên bên đây có tiệm thuốc nào nó có không? Em tưởng chị ở Việt để Nam. Em kiếm thầy. Đi tính mấy cái tiệm thuốc bắc đó, ở bên đây để kiếm mua. Vâng vâng. Chị hỏi xem có đan sâm hay có đinh lăng chị lấy uống thêm chị nhé. Nó là thực phẩm thôi, yên tâm em uống suốt rồi mà. Vấn đề gì đâu. Vâng, nó cũng mát. Vâng, nó không làm tăng áp nhiều. Vâng vâng. Xin lỗi thầy, thầy cho em hỏi cái em xen vô cái câu chuyện xíu là hồi nãy em nghe lẩm bẩm là nó là cái chị hồi nãy nói là đau đầu như búa bổ là sau khi uống thuốc tây mới bị đau đầu hay là như thế nào thầy? Chị hỏi em, chị ơi chị trả lời câu hỏi là chị ấy hỏi kìa. Cái đau đầu như búa bổ là khi mà làm một cái việc gì tập trung khoảng 15 phút thì cơn đau đầu nó xuất hiện. À dạ, sau, dạ. Từ khi bị tai biến tới giờ, tức là khi mà mình làm một cái việc gì đang tập trung, giả sử như mình đã coi một cái tài liệu hay là mình chăm chú làm một cái việc gì tập trung á, thì 15 phút sau thì cơn đau đầu như búa bổ nó xuất hiện và rất là mệt, nó bắt mình phải đi nằm. Dạ, tại vì chị biết sao em phải hỏi như vậy không? Tại hồi lúc trước á, em đi ra Tây Y, em khám tim mà không biết bác sĩ cho thuốc làm sao á. Mà em mỗi lần em uống thuốc vô á, là cái đầu em nó đau, đau như búa bổ, chỉ nói chung là chỉ muốn đập đầu vô tường thôi. Sau này em mới lấy cái thuốc đó ra, em lại một bác sĩ đông y, em đưa cho họ coi. Và họ nói, trời ơi, hai cái thuốc này uống với nhau là đau đầu là đúng rồi. Đó, nên em sợ cái thuốc của chị, hai cái thuốc, có loại thuốc nào nó chạm với nhau á. Cho nên em mới hỏi kỹ lại thôi, em cảm ơn chị. Không không, trường hợp mà thuốc mà uống vô mà bị đau đầu có thể là do tác dụng phụ của thuốc. Còn trường hợp mình là sau bị tai biến mà mình làm một cái việc gì mà rồi sau đó cơn đau đầu xuất hiện là do mình nghĩ là máu nó không có cái áp lực của máu nó không lên đến não, cái oxy của não nó máu não nó không có được điều hòa cho nên nó gây nhức đầu. Hai trường hợp nó khác nhau. Nghe em nói không? Dạ dạ em nghe, tại vì không em sợ là giống như là có nhiều bác sĩ người ta không giỏi á, mà người ta cho hai cái loại thuốc á, mà hai cái loại thuốc nó không được uống cùng với nhau. Đó, hồi xưa em bị cái trường hợp như vậy á, em không sợ chị. Còn nhớ hai cái thuốc đó là thuốc gì không chị Nhung ha? À không nhớ đâu, tại lúc đó chị mới hai mấy tuổi, giờ chị chắc cả chục năm rồi. Dạ. Hai cái thuốc này vô mà nhức đầu thì là em cũng mới nghe. Mà trong khi chị khám ở bệnh viện lớn nữa, bệnh viện Đa khoa Sài Gòn ngay quận nhất luôn á, mà không biết bác sĩ đó đi khám tim mà cho hai cái loại thuốc đó mà uống mà cùng cùng một lúc hai loại thuốc đó là coi như là nhức đầu kinh khủng khiếp luôn. Sau này chị qua bên đông y á, chị mới đưa hai cái loại cái tàu thuốc đó cho bác sĩ đông bên đông y coi á, thì bác sĩ nói đúng rồi, uống hai cái loại này cùng với nhau thì nó không nhức đầu mới lạ. À hay thế. Này, kinh nghiệm người ta đấy, sẵn đấy, hay. Yeah. À, còn câu hỏi nhưng mà mình tới giờ nghỉ rồi, mình thầy trả lời tiếp hay là mình để buổi sau ạ? À? Hết giờ thì mình nghỉ thôi, nha. Tôn trọng thời gian thì mọi người nghỉ ngơi đã rồi. Mọi người cũng sắp xuất gần hết rồi đi, 37 rồi đi. Các câu hỏi còn lại để em sẽ lưu lại, thầy Hiện sẽ trả lời sau cho cả nhà nhé. À, tại vì tới giờ là mình nghĩ là mình nên yêu bản thân mình chút, mình nghỉ ngơi để cho cơ thể mình nó được nghỉ ngơi ạ. Cả nhà đồng ý không ạ? Đồng ý ạ. Dạ. Dạ. Thì bây giờ cả nhà mình bật mic lên
bật cam lên chào nhau ạ. À. Chào nhau một câu ạ. À. Dạ. Cảm ơn thầy Hiển bài giảng hôm nay luôn ạ. À. Dạ. Cảm ơn các chị. Thầy, chúc mọi người ngủ ngon ạ. À. Cảm ơn thầy nhé. Và, cảm ơn buổi giảng. Cảm ơn thầy. Dạ vâng, chúc các bạn chị ngủ ngon nhé. Cảm ơn thầy, chúc mọi người ngủ ngon. Thầy ngủ ngon. Thầy Hiển nhá. Bye bye mọi người. Cảm ơn người nha. Và cảm ơn thầy. Cảm ơn các anh chị ạ. Hãy subscribe cho